Đầu năm 1911 nhà Thanh vừa sụp đổ, những phe phái nổi lên như một thế lực, quân đội Nhật Bản cũng bắt đầu để mắt tới mảnh đất vàng Trung Hoa. Để nhanh chóng xây dựng quân đội cho đất nước, trường học quân sự Liệt Hòa được mở ra, đây sẽ là nơi bồi dưỡng ra những nhân tài cho đất nước. Cô gái tên Tạ Tương đã lén dùng thân phận của anh trai để đăng ký nhập học, chuyện này cũng chỉ mình Tiểu Quân là cô bạn thân của Tạ Tương biết. Hôm nay khi hai cô bạn đi đến nhà hát chơi thì đã gặp chuyện, Tạ Tương quên rằng mình đang cải trang là nam nhi, thế mà lại đi vào nhà vệ sinh nữ, Khúc Mạn Đình cũng đang ở trong này. Vừa thấy có đàn ông vào đây cô ấy liền nổi giận, may mà Tạ Tương nhanh chân nếu không là bị ăn đập rồi. Mạn Đình hiện tại là một minh tinh khá nổi tiếng, cô ấy cũng là ca sĩ chính cho nhà hát này ngày hôm nay, cô ấy vừa biểu diễn xong thì liền có người phá rối. Anh ta không chỉ buông lời trêu ghẹo, không những thế còn muốn bắt Mạn Đình rời đi, dù quá đáng là thế nhưng không một ai dám đứng ra ngăn cản. Anh ta là Cố Yến Tranh con trai duy nhất của thứ trưởng, làm gì có ai dám đắc tội anh ta kia chứ. Tạ Tương không thể nhịn được liền muốn chạy theo ngăn lại, ai ngờ Mạn Đình lại tưởng rằng hai người là một bọn mới chết. Cô ấy cho rằng Tạ Tương và Cố Yến Tranh đều là kẻ biến thái. Ngay lúc đó cảnh sát cũng có mặt, Mạn Đình có một thanh mai trúc mã tên là Thẩm Tính Bạch. Anh ta là thương nhân giàu có nhất vùng này, ở đây có thể gọi là một tay che trời. Với một câu nói của anh cả Cố Yến Tranh và Tạ Tương đều bị bắt về đồn. Nhưng cũng không thể giữ được bao lâu. Sau khi biết thân phận của anh cảnh sát cũng không dám làm gì, anh dọa cho đám người ở đây tí nữa là bĩnh cả ra quần. Tạ Tương nhìn thấy anh hống hách như thế cũng phát ghét, xong hết việc thì hai người cũng rời đi. Mỗi lần anh quậy như thế đều là do có bố mình chống lưng, ông cũng quá trời mệt với cậu con trai trời đánh này rồi. Trong lúc tức giận ông liền ra lệnh đưa anh tới trường quân đội, chỉ có nơi đó mới giáo huấn được Yến Tranh mà thôi. Sau cùng thì ngày nhập học cũng đến, Tạ Tương với cái tên của anh trai là Tạ Lực Thần, cô và những người bạn khác đã đến nơi này. Ở đây Tạ Tương còn làm quen được với một cậu bạn nhà quê, Quan Tùng, người từng có kinh nghiệm chiến đấu khi chạy nạn, vừa mới đến họ đã bị những bạn học có quyền thế kiếm chuyện, cầm đầu là tên Lý Giang Trung một công tử thấy ghét vô cùng. Trong lúc gây gổ hắn ta vô tình ném đồ trúng Thẩm Cung Sơn. Thẩm Cung Sơn là em trai của Thẩm Tính Bạch, ở Thuần Viễn này có ai không sợ anh em nhà họ. Trước mặt mọi người Lý Giang Trung đã bị đập cho một trận, cho bỏ cái tật bắt nạt người khác, phải đến khi chủ nhiệm đến thì mọi chuyện mới dừng lại. Vừa đến ông đã giáo huấn cho mọi người một bài học, ở Liệt Hòa này không cần biết ra thế có như thế nào, chỉ cần ai dám cãi lời ông thì sẽ biết thế nào là sống không bằng chết. Đang nói thì Cố Yến Tranh cũng đến nơi, đi nhập học mà cứ như là đi chơi vậy. Ngay cả có thư giới thiệu của thứ trưởng thì chủ nhiệm cũng không nể mặt, anh ta là người bị lôi đi phạt đầu tiên, những người còn lại cũng phải chạy bộ cho xong mới được ăn cơm. Cố Yến Tranh ngày thường không biết sợ ai, thế mà mới ngày đầu tiên nhập học đã bị treo lên giữa trường, giờ mới biết sai thì hơi muộn mất rồi. Không những thế mà chai rượu yêu thích của anh còn bị cướp đi, những người bạn khác cũng bị phạt không nhẹ, với thể lực của một cô gái Tạ Tương không thể theo nổi. Cũng may mà được Quan Tùng liên tục động viên, nhờ vậy cô nàng mới đủ cố gắng hoàn thành. Tối đó cô nàng còn được xếp chung phòng với Cố Yến Tranh, anh vừa vào đã phát hiện một chiếc váy của Tạ Tương, cô nàng sợ anh phát hiện mình là con gái, nhưng không ngờ anh lại xem cô nàng là một kẻ biến thái, Tạ Tương bất lực không muốn nói. Ngay sau đó mọi người cũng được tập trung để nhận thông báo, ở đây mọi người đều như nhau cả, ai cũng phải nghe theo lệnh nếu không sẽ bị phạt. Trước khi rời đi ông còn xét hành lý của từng người, nghe đến đây Tạ Tương liền hoảng hốt, nếu mà chiếc váy bị phát hiện có khi lại bị đuổi mất. Đúng lúc đó thì Cố Yến Tranh đã đứng ra nhận nó là của mình, anh cho hay thứ này là do bạn gái tặng làm kỷ niệm, trong quy định không hề cấm học viên có người yêu, nhờ vậy mà chuyện này cũng được cho qua. Sau khi về phòng cô đã định cảm ơn anh, thế nhưng Yến Tranh cũng không làm thế không công, anh bắt cô nàng phải làm việc vặt cho mình, dù tức lắm nhưng Tạ Tương cũng phải làm thôi. Sáng ngày hôm sau đúng giờ thì mọi người lại phải tập trung. Tạ Tương chuẩn bị xong hết rồi mà Cố Yến Tranh vẫn còn chưa chịu dậy. Sau khi mọi người đã tụ hợp anh mới bị lôi tới. Hôm qua đã nhắc trước rồi mà không chịu nghe. Yến Tranh sẽ là người đầu tiên mở bát cho hình phạt ngâm nước. Mới đầu anh còn tưởng chỉ là ngâm nước bình thường nên không sợ. Những người khác cũng bắt đầu buổi huấn luyện của mình. Thật ra những bài này không phải quá khó. Nhưng với thể lực của một cô gái nó có hơi quá sức với Tạ Tương. Không những thế cô nàng còn liên tục bị tên Lý Giang Trung chơi xấu. Đến bài tập cuối cùng cô nàng gần như không làm nổi. Mặc cho Quan Tùng đã giúp đỡ rất nhiều nhưng vẫn vô dụng. Cuối cùng chỉ có mình Quan Tùng trở về, Tạ Tương không muốn vì mình mà làm anh phải rớt lại, thế nên mới bắt Quan Tùng trở về trước. Bên này Cố Yến Tranh cũng không tốt lành gì hơn, hình phạt ngâm nước chính là bị nhốt dưới tầng hầm, vừa lạnh vừa đuối khiến anh không thể chịu nổi. Yến Tranh đã muốn lén trốn đi, thế nhưng rất nhanh đã bị phát hiện, anh vẫn còn cố gắng chống trả, kết quả là bị đuổi đánh cho một trận nữa, bướng làm gì rồi cũng phải tự mình quay trở lại thôi. Phải đến tận khuya mới có người đến lôi anh chàng lên, lúc này anh cũng chỉ còn nửa cái mạng mà thôi. Họ cứ thế mà vứt anh ở giữa sân, khi này thì Tạ Tương cũng vác khúc gỗ về đến, người ta ngủ hết rồi mà giờ anh chị vẫn còn ở sân trường, thiệt là hai con người tội nghiệp. Sáng ngày hôm sau vì không muốn cùng nhau bị phạt, Tạ Tương đành phải gọi anh dậy, vừa bắt đầu ngày mới mà hai con người này đã đánh nhau rồi, những người khác cũng chán chả thèm ngăn họ nữa. Trong khi luyện tập mỗi lần có cơ hội là Yến Tranh liền chọc ghẹo người ta, đôi khi cũng bị phát hiện và kết quả là cả hai cùng bị phạt,
Chuyện này dường như ngày nào cũng diễn ra như thế. Dẫu thế họ luyện tập vẫn rất siêng năng. Khi mà mọi người nghỉ ngơi hết thì hai người vẫn còn so kè với nhau, rồi sáng lại bắt đầu đánh nhau như một lịch trình cố định. Hôm nay khi được nghỉ, Tạ Tương đã đến gặp Tiểu Quân. Tiểu Quân còn muốn nhân cơ hội này giúp Tạ Tương làm quen với một người bạn. Thế nhưng đầu tiên là phải quay về nhà chào hỏi người lớn đã. Dù sao cô cũng hứa với bố mẹ là đến ở nhờ nhà của Tiểu Quân. Đến khi này cô nàng mới có thể trở về thân phận con gái của mình. Sau đó hai người cùng nhau đi đến quán ăn. Cô bạn mà Tiểu Quân nói không ngờ lại là Khúc Mạn Đình. Cũng may là cô ấy không nhớ mặt của Tạ Tương. Ngay sau đó Thẩm Tĩnh Bạch cũng đến đây cùng Mạn Đình. Anh ta còn dẫn theo em trai là Thẩm Quân Sơn. Cái ngày gì mà toàn gặp người quen không thấy trời. Không còn cách nào, Tạ Tương chỉ đành tìm cớ bỏ trốn. Đã vậy mà vừa ra ngoài lại thấy cô Yến Tranh đi ngang nữa. Cũng may mà cô nàng kịp tránh đi trước khi anh phát hiện. Tối đó ta mới biết lý do tại sao Tạ Tương đến đây nhập học. Trước lúc anh trai Tạ Lực Thần qua đời, anh ấy luôn muốn đến trường Liệt Hỏa nhập học. Giờ anh ấy đã mất rồi nên Tạ Tương mới muốn thay anh trai thực hiện ước mơ. Bên này Cố Yến Tranh cũng bị người khác chặn đường. Có người bỏ tiền ra để cho anh một trận. Hỏi dò một lúc anh đã biết kẻ đứng sau là ai. Khi này thì Khúc Mạn Đình cũng bước ra. Chờ có thấy anh liền xử lý mấy tên côn đồ. Bọn này làm gì có cửa với anh. Nãy giờ anh chỉ giả vờ để cô phải ra mặt mà thôi. Sau đó anh lại tiếp tục trêu ghẹo Mạn Đình. Bản tính của anh chàng này không xấu, chỉ là hơi thích chọc ghẹo người ta mà thôi. Hôm sau khi đang ở trường giáo quan, Quách đã nhìn thấy Yến Tranh. Anh đang cùng Quản Tùng và Chu Ngạn Lâm lén uống rượu. Đang tận hưởng thì phát hiện lão Quách có mặt. Ông ấy cứ thế mà lấy đi hai bình rượu ngon của anh, còn phạt phải dọn nhà vệ sinh nữa. Ra ngoài thì thấy Tạ Tương đang trên đường về phòng. Tưởng chung hội nên là cô nàng cũng bị phạt luôn. Chưa hiểu chuyện gì đã bị lôi đi trà nhà vệ sinh. Thấy làm việc này quá là mất thời gian đi, Cố Yến Tranh liền bày trò để hoàn thành nhanh hơn. Hai người cứ thế mà xịt nước để làm sạch, chơi thì cũng vui vẻ đó. Nhưng mà làm sao ngờ được lão Lư đang ở trong chứ. Hình phạt này chưa kết thúc thì cái khác đã đến rồi. Phạt xong trở về thì nhà ăn đã không còn gì nữa. Vác cái bụng đói trở về thì chạm mặt Thẩm Quân Sơn. Thấy cô đói, anh đã đưa cho cô một gói bánh. Mặc dù rất ngại nhưng cái bụng đã bán đứng cô nàng. Cô nàng cũng có vẻ rất vui khi nhận được số bánh này. Quan Tùng có xin thì Tạ Tương cũng kiếm cớ không cho. Hôm sau khi tập kiếm, cô đã dễ dàng đánh bại Lý Giang Trung. Hắn ta không phục vậy mà lại đánh lén làm Tạ Tương bị thương. Yến Tranh thấy thế liền cho hắn ta một đạp. Sau đó cũng đưa cô nàng lên phòng y tế. Ở đây bác sĩ đã bắt cô cởi áo để kiểm tra vết thương. Tạ Tương làm sao mà dám kia chứ. Bị ép quá nên là cô nàng liền tung cửa bỏ chạy. Yến Tranh đành phải cầm thuốc về cho cô ấy. Về đến phòng, anh đã bắt đầu nghi ngờ giới tính của Tạ Tương. Thấy cô nàng không nhận, Yến Tranh cũng không hỏi thêm. Chuyện cô là nam hay nữ gì cũng không liên quan đến anh. Chỉ cần đừng để bị thương như thế này nữa là được. Anh không muốn phải đưa cô lên phòng y tế lần nào nữa. Ngày hôm sau mọi người cũng lên trường tập bắn. Khả năng của những bạn trẻ này không quá tệ, nhưng đối với giáo quan Quách cũng chỉ là trò trẻ con. Mọi người nghe ông nói thế liền cảm thấy nghi ngờ. Lão Quách cũng muốn trổ tài cho những bạn trẻ thấy. Thế nhưng chuẩn bị ra tay ông lại chần chừ. Kết quả là chưa bắn được phát nào đã bỏ đi. Không hiểu nổi đã có chuyện gì với ông ấy. Lát sau Tiểu Quân cũng đến đây tìm Tạ Tương. Có một bạn học đang muốn làm quen với cô nàng. Lúc sắp thành công rồi thì Tạ Tương chạy đến. Nhìn hai người thân thiết như vậy làm cậu bạn kia hiểu lầm. Thế là chưa kịp giải thích gì người ta đã bỏ chạy mất. Đúng là có cô bạn mà báo quá trời báo. Tiểu Quân đến đây là để nhắn cho Tạ Tương biết bố cô đang trên đường đến Thuần Viễn. Ông ấy có việc ở đây nên muốn nhân cơ hội thăm con gái. Tiểu Quân thông báo cho Tạ Tương có thời gian chuẩn bị trước. Tối đó khi tìm giáo quan Quách để xin nghỉ, cô nàng vô tình trông thấy ông ấy đang tập bắn. Không chỉ nhanh mà nó còn chính xác đến từng chút. 10 phát đạn mà chỉ để lại đúng một cái lỗ mà thôi. Khả năng của ông ấy đúng là không thể xem thường. Sáng ngày hôm sau bố của Tạ Tương cũng đến nơi. Ông không chỉ đến thăm con gái mà còn muốn dẫn cô đi tiệc. Thật không ngờ đây lại là tiệc của nhà họ Thẩm. Nhưng lúc này Tạ Tương vẫn chưa hề nhận ra. Đến khi thấy Thẩm Tĩnh Bạch, cô mới nhớ. Đây chả phải nhà của Thẩm Quân Sơn hay sao. Để che giấu, cô đành phải tự úp mặt vào bánh kem. Sau đó tìm cớ đi rửa mặt để chạy trốn. Thẩm Tĩnh Bạch khi đang đùa giỡn với Mạn Đình thì có kẻ phá đám. Tên này là Sato Kazuo, người đại diện của Thương hội Nhật Bản. Trước mặt mọi người, Tĩnh Bạch đã lộ rõ quan điểm. Anh là người Trung Quốc, dù có thế nào cũng sẽ không bán nước. Hắn ta dù có tức giận cũng không thể làm gì được nhà họ Thẩm. Thấy không làm gì được anh, hắn ta liền quay sang mục tiêu khác. Người bị nhắm đến lại là Khúc Mạn Đình. Hắn ta đe dọa rằng một cô gái nếu không có ai bảo vệ sẽ rất nguy hiểm. Ai cũng biết câu nói này là để nhắc nhở Thẩm Tĩnh Bạch. Khi này Tạ Tương vẫn đang phải trốn trong nhà vệ sinh. Cô có nói như thế nào Quân Sơn cũng không chịu rời đi. Bên ngoài Thẩm Tĩnh Bạch vẫn đang phải đi tiếp khách. Thị trưởng đã muốn giới thiệu con gái mình cho anh. Cô ấy cũng muốn anh mời mình khiêu vũ một điệu. Trước mặt thị trưởng anh cũng không thể từ chối thẳng được. Vậy là dù không thích anh vẫn phải khiêu vũ cùng cô ta. Đứng một bên Khúc Mạn Đình thấy vậy thì bắt đầu ghen. Cố Yến Tranh thấy thế thì cũng đi đến. Lần trước anh đã trêu ghẹo khiến cô không vui, thế nên lần này anh sẽ giúp cô thoát được tình huống khó xử, đồng thời cũng là trả đũa luôn Thẩm Tĩnh Bạch. Ở trên lầu Tạ Tương cũng nhân cơ hội bỏ trốn, trước khi để bị phát hiện cô phải té cho nhanh. Đang chạy ra ngoài lại bị Cố Yến Tranh nhìn thấy.
lần này thì không chối được nữa rồi. Ngay sau đó anh đã cho người điều tra cô nàng. Tối đến anh vẫn suy nghĩ những gì mình thấy lúc nãy, những gì mấy ngày nay anh nghi ngờ là có căn cứ. Để kiểm chứng hôm sau anh liền giả vờ đụng trúng cô nàng, thứ gì có thể chạm anh cũng đã chạm vào, giờ thì đã xác minh được rồi. Ở một nơi khác, Thẩm Tĩnh Bạch đã cho người bảo vệ Mạn Đình 24/24, cứ bị nhốt thế này làm cô ấy vô cùng khó chịu, không chịu thua Mạn Đình đã bày trò ra ngoài cho bằng được. Cô cùng mọi người đã đi lên một ngọn núi để quay phim, vô tình nơi này cũng là nơi tập trận của Trường Liệt Hỏa, họ đang huấn luyện cho việc chia đội đánh giả chiến. Quan Tung đúng là cực kỳ giỏi trong việc đánh trận, trong lúc đang vui vẻ họ lại nghe thấy tiếng súng gần đây, hóa ra sát thủ đang truy sát nhóm người của Khúc Mạn Đình. Đây là người của tên Satoka Zuo phái đến, để hai người em của mình không gặp nguy hiểm, Mạn Đình quyết định sẽ chia nhau ra để chạy trốn. Mục tiêu của họ là cô chứ không phải ai khác. Tạ Tương khi đang đi kiểm tra lại bị Lý Giang Trung chơi xấu, hắn ta đã đẩy ngã cô nàng xuống một cái hố. Còn Quan Tùng cũng đã tụ hợp được với đám người của Thẩm Quân Sơn. Cố Yến Tranh khi nghe Tạ Tương mất tích đã vô cùng lo lắng. Mọi người cũng nhanh chóng chia nhau ra tìm kiếm. Giờ đã không còn là tập trận nữa rồi, đối phương có súng thật họ phải cẩn thận trước khi lao vào chiến đấu. Tối đến trời mưa súng mới làm Tạ Tương tỉnh lại. Cô ấy cố hết sức để trèo khỏi cái hố. Đúng lúc cô rơi xuống đã được một cánh tay nắm lấy. Thẩm Quân Sơn ở đâu xuất hiện đã cứu lấy cô một mạng. Cố Yến Tranh lúc này vẫn đang dốc sức tìm kiếm. Ở trong bụi cây anh phát hiện có một cô gái, tiến đến kiểm tra thì bị Mạn Đình đập cho một gậy bất tỉnh. Còn Tạ Tương khi này chân cũng đã bị chật. May mà Quân Sơn cũng có kinh nghiệm cho việc sơ cứu. Trước đây anh từng là bác sĩ cho doanh trại, anh cũng từng thấy chiến tranh thật sự là như thế nào. Thấy Tạ Tương không thể tự mình đi được nữa, Quân Sơn quyết định mình sẽ cõng cô nàng rời đi. Được anh cõng trên vai làm Tạ Tương nhớ đến người anh trai quá cố của mình. Trước kia Tạ Lực Thần cũng hay cõng cô như thế này. Trái ngược với cảnh cảm động bên này, Mạn Đình vừa cõng vừa chửi Yến Tranh. Cô đường đường là một minh tinh mà giờ phải ở trong tình cảnh này đây, không những bị truy sát mà còn phải mang theo con heo Yến Tranh này nữa. Ở một nơi khác, Quan Tùng đã đánh chặn được vài tên Nhật Bản. Với thân thủ của mình, anh dễ dàng cướp súng và hạ từng tên một. Quân Sơn nghe thấy tiếng súng cũng bắt đầu cảnh giác. Anh để Tạ Tương lại để tự mình đi kiểm tra, đang tính đánh lén bọn chúng lại vô tình đạp phải cành cây. Cũng may mà anh nhanh chân chạy trốn được. Trong tầm gần thế này anh đã có thể dùng dao được rồi. Sau khi hạ được hắn, anh cũng nhanh chóng nhặt súng xử mấy tên còn lại. Tạ Tương cũng chạm mặt một tên khác. May mà đúng lúc nguy hiểm, Quân Sơn trở về kịp thời. Trong một ngày mà anh đã cứu cô tận 2 lần. Ở trong thành mọi thứ cũng bắt đầu loạn lên. Thẩm Tĩnh Bạch đã dẫn người đánh thẳng vào thương hội Nhật Bản, một đường chém giết tất cả những ai cản đường. Sau đó trực tiếp đến uy hiếp Satoka Zuo. Anh đã bắt được người nhà của hắn ta. Nếu mà hôm nay Khúc Mạn Đình không trở về an toàn, cho dù cả cái Nhật Bản đến đây cũng không cứu nổi người nhà hắn. Satoka Zuo dù rất tức giận nhưng cũng không làm gì được. Ngày thường anh cười cười như vậy, thế nhưng một khi ra tay cũng lạnh lùng quyết đoán vô cùng. Cái tên nhà họ Thẩm ở Thuận Viễn đúng là không thể xem thường. Ngày hôm sau cuối cùng mọi người cũng đã trở về an toàn. Không những thế, Quan Tùng còn giành được cả hạng nhất trong kỳ thi này. Cố Yến Tranh cả đêm không xuất hiện nên bị xếp hạng chót luôn. Mạn Đình vừa về đến nhà đã bắt đầu cãi nhau với bố. Ông ấy không thích cô làm diễn viên chút nào. Nhà họ cũng xuất thân từ nhà quan, thế nên ông thấy nghề của con gái rất mất mặt, không được gia đình hiểu làm Mạn Đình rất buồn. Cô trốn đến quán rượu uống một mình. Sau đó thì Cố Yến Tranh cũng đến đây. Hai người này cứ gặp nhau là phải cãi nhau mới chịu. Dù không ưa nhau là thế, nhưng khi thấy Mạn Đình bị sàm sỡ anh cũng không thể ngồi yên. Anh cho tên kia một trận và thông báo rằng Mạn Đình là cô gái của mình. Câu nói này cũng trực tiếp làm cô nàng siêu lòng. Cùng lúc đó thì Tạ Tương cùng Quan Tùng cũng đến đây. Nghe Tiểu Quân gọi tên thật của Tạ Tương đã làm Quan Tùng sinh nghi. Thấy vậy cô đành phải giải thích Tạ Tương là em song sinh của mình. Sau đó cô cùng bị Mạn Đình nhìn thấy. Lần trước là tiểu thư Tạ Tương, sao giờ lại xuất hiện Tạ Lương Thần với khuôn mặt y hệt vậy? Hai cô nàng càng giải thích càng cảm thấy sai sai. Nhưng giờ thì Cố Yến Tranh đã biết sự thật, Mạn Đình thì say bí tỉ không biết gì. Quan Tùng lại ngốc, ai nói gì tin vậy? Vậy là lời nói dối mà trẻ con cũng không tin cũng được cho qua. Khi ra ngoài thì Mạn Đình đã rất say rồi. Mọi người thấy thế thì bắt Yến Tranh phải đưa cô ấy về. Quan Tùng cũng nhận nhiệm vụ đưa Tiểu Quân đi. Tạ Tương chỉ có thể trở về một mình. Sau khi thấy Mạn Đình an toàn, anh liền quay lại tìm Tạ Tương. Thấy cô nàng gặp nguy hiểm là Yến Tranh liền xuất hiện. Tâm anh tốt nhưng cái miệng anh bị hỗn, nói câu nào là Tạ Tương muốn đấm anh câu đó. Sáng ngày hôm sau mọi người lại có một bài huấn luyện. Lần này họ phải vào nhà kho lấy ra tấm thẻ có tên mình. Hết thời gian mà không ra được hay không tìm được thẻ tên sẽ bị phạt. Có người còn đề nghị hình phạt là cởi áo chạy quanh sân tập. Thích chơi thì lão Lư cũng chiều ý thôi. Sau đó mọi người cũng được xem vị trí thẻ mình. Lý Giang Trung phía sau đã để ý tới địa điểm của Tạ Tương. Xem xong mọi người cũng vào trong để tìm kiếm. Đương nhiên từng cứ điểm sẽ có người canh gác bảo vệ. Muốn lấy được thẻ tên thì phải chiến đấu. Nhân lúc hoảng loạn, Lý Giang Trung đã lén lấy đi tấm thẻ của Tạ Tương. Ngay lúc rời đi hắn lại chạm mặt với Cố Yến Tranh. Sau khi bị ăn đập thì thẻ tên cũng rơi ra. Anh muốn tìm Tạ Tương nhưng khi này cô ấy đã bị Quân Sơn tìm thấy. Gần hết thời gian rồi mà cô vẫn còn chưa tìm được tấm thẻ.
Thấy vậy quân Sơn liền vác cô ra ngoài để khỏi bị phạt. Yến Tranh tức giận quay lại cho Lý Giang Trung thêm một trận nữa. Đến giây phút cuối cùng anh mới đi ra và đưa lại tấm thẻ cho Tạ Tương. Nhờ thế mà cô mới không bị phạt. Cô không hề biết người giúp đỡ mình là Yến Tranh, còn nghĩ anh là người chơi xấu đã lấy thẻ tên của mình giúp người mà còn bị hiểu lầm, làm Yến Tranh cay không gì cả nổi. Ở thương hội Nhật Bản, tên Sato Kazuo vẫn chưa bỏ qua cục tức lần trước. Lần này hắn muốn nhắm đến xưởng vải của nhà họ Thẩm. Buổi sáng anh em Thẩm gia còn đến đây thăm hỏi mọi người. Xưởng vải này là nơi cung cấp lớn cho đất nước. Thẩm Tĩnh Bạch có thể gọi là công dân yêu nước chính hiệu. Buổi sáng còn vui vẻ là thế, tối đến đã có vài tên Nhật Bản đột nhập vào đây. Chúng âm thầm phóng hỏa đốt cháy nơi này. Ngày hôm sau tin tức đã được đẩy lên cao trào. Võ sĩ Nhật Bản phóng hỏa làm rất nhiều công nhân phải bỏ mạng. Thế mà thương hội Nhật Bản lại bao che cho hung thủ. Rất nhiều học sinh đang đổ ra đường để biểu tình. Dẫu vậy chính quyền vẫn chưa trừng phạt được hung thủ. Những kẻ sát nhân đã được đưa đến trường liệt hỏa để giam giữ. Ai cũng biết chúng bị nhốt ở đây là vì chính quyền chưa dám động đến. Đợi vài ngày chuyện lắng xuống sẽ được thả thôi. Chu Ngạn Lâm vô cùng tức giận, chỉ muốn âm thầm xử lý mấy tên đó. Cố Yến Tranh đã nhắc nhở Tạ Tương không được dính vào chuyện này. Anh biết chắc đám người Ngạn Lâm sẽ thất bại mà thôi. Đúng vậy, ngay tối đó bọn họ tất cả đều bị phạt. Cố Yến Tranh chưa hành động gì chứ không phải là bỏ qua. Anh đã có kế hoạch trả đũa những tên Nhật Bản đó rồi. Từ lỗ thông gió anh và mọi người đã ném một ngứa vào. Ngay cả trong thức ăn cũng bị mọi người lén bỏ thuốc sổ vào. Những ngày hôm nay mấy tên đó bị trêu cho chết đi sống lại. Mọi người rất hả dạ khi hành hạ được chúng. Vừa trở về liền bị Chu Ngạn Lâm chặn lại. Anh ta mắng cho mọi người một trận. Yến Tranh đã có thể bỏ thuốc sổ vào đồ ăn, thế thì tại sao không lấy mạng bọn chúng? Mang chuyện này ra đùa không vui một xíu nào. Nói vài câu mà hai bên đã muốn lao vào đánh nhau. Mới đầu còn không hiểu lý do sao Chu Ngạn Lâm lại tức giận thế. Hóa ra đã có 4 học sinh trong nhóm biểu tình bị sát hại. Những học sinh đó bị thiêu sống đến chết. Vậy mà ở đây họ chỉ chơi đùa với 3 kẻ sát nhân như thế. Tới giờ nhóm của Yến Tranh mới hiểu tất cả mọi chuyện. Lúc mà 3 tên Nhật Bản được thả, những bạn học rất tức giận. Đồng bào của họ mất mạng oan ức như thế. Vậy mà 3 tên này lại được thả như không có chuyện gì. Hai bên gây gổ đến mức phải nổ súng. Yến Tranh không nhịn được cũng cướp súng chơi lớn với chủ nhiệm Tống. Giờ chỉ cần có thêm một mồi lửa chắc chắn sẽ có án mạng. Tống chủ nhiệm bị chửi đến mức không kịp vuốt mặt. Hai bên cứ kê súng vào đầu nhau, tình hình đã cực căng. Nhưng đây là lệnh của cấp trên thì ai làm gì được kia chứ. Cuối cùng bọn kia cũng được dẫn đi trước mắt mọi người. Vừa rời đi chưa được bao lâu, quân Sơn đã ở đây chờ đợi từ sớm rồi. Vừa thấy chúng xuất hiện anh liền lái xe đâm tới. Không như những bạn học khác chỉ biết tức giận, người nhà họ Thẩm làm việc lạnh lùng quyết đoán vô cùng. Anh chỉ dùng một mồi lửa đốt cháy tất cả. Khung cảnh này cũng bị em gái của Yến Tranh vô tình nhìn thấy. Xong việc anh cũng lén trở về trường. Tạ Tương nhìn ra anh vừa làm gì đó mờ ám, nhưng vẫn quyết định che giấu giúp anh. Tin tức những tên Nhật Bản bị thiêu chết cũng được đăng báo. Bạn học đọc được tin này thì rất là vui. Họ không hề biết người ra tay lại đang ngồi ăn với mọi người. Chỉ có mỗi Tạ Tương là nhìn ra những hành động của quân Sơn. Hôm nay có một cô gái đến tận trường tìm quân Sơn. Họ là bạn khi còn du học ở Anh Quốc. Mối quan hệ của cả hai cũng rất tốt. Bạn học còn đoán rằng hai người này yêu nhau nữa chứ. Sau khi ăn uống và tâm sự về chuyện cũ, ta mới biết Lâm Hiển Chi cũng thật sự có tình cảm với quân Sơn. Nhưng anh thì chỉ xem cô là bạn mà thôi. Anh không hề biết cô nàng còn có một thân phận khác. Lần này Hiển Chi về nước là có mục đích riêng. Vừa về cô ta đã đến nhận chức ở thương hội Nhật Bản. Tên Sato Kazuo không làm việc gì ra hồn nên bị cắt chức. Hắn ta không cam tâm giao lại nơi này. Hiển Chi không nói nhiều một kiếm đoạt mạng hắn ta. Giờ thì cô mới chính là chủ nơi này. Việc đầu tiên cần làm là điều tra xem ai ra tay với những võ sĩ Nhật Bản. Vừa mới bắt đầu ngày mới, Tạ Tương đã cảm thấy không ổn. Hôm nay cô ấy đến ngày nên cơ thể rất mệt. Bình thường đã tập không nổi thì nói chi đến ngày. Cố Yến Tranh đã để ý được việc cô không ổn. Trong bài tập chạy bộ anh luôn cố tình chạy phía sau cô nàng. Sau buổi tập, Lư giáo quan đã lên lớp Tạ Tương. Với kết quả như này thì cô sẽ phải rời đi. Mọi bài tập về thể lực cô đều không thể hoàn thành được. Nếu một ngày phải ra chiến trường thì cô sẽ bỏ mạng mà thôi. Ông cho cô nàng thêm một cơ hội. Nếu lần sau mà kết quả vẫn tệ như thế thì cô phải rời đi. Yến Tranh vì Tạ Tương mà cũng bị mắng. Anh thậm chí còn về đích sau cả cô nàng. Những chuyện này là do anh cố tình vì Tạ Tương mà thôi. Về đến phòng thấy cô vẫn phải làm việc khiến anh rất lo lắng. Yến Tranh đã đuổi cô ra ngoài, còn mình thì giúp cô giặt quần áo. Tạ Tương phải nghỉ ngơi để tối còn luyện tập. Mặc dù vẫn còn mệt nhưng cô vẫn cố gắng luyện thêm. Tạ Tương thật sự không muốn bị loại như thế. Ở một bên, trưởng quan Quách cũng thấy hết sự cố gắng của Tạ Tương. Khi này Kỳ Kỳ cũng đã lẻn vào được trường học. Cô bé muốn tìm gặp quân Sơn. Lần trước sau khi thấy việc làm của anh, cô bé đã mang lòng ái mộ. Quân Sơn đương nhiên là không thể nhận việc mình đã làm. Vô tình sao câu chuyện đó lại bị Lý Giang Trung nghe thấy. Anh ta liền đi tới uy hiếp Kỳ Kỳ phải nói ra sự thật. Thấy cô bé cứng đầu, Giang Trung đã muốn xử lý mạnh tay. Đúng lúc đó Tạ Tương đã đi đến và đánh ngất anh ta. Sau khi dặn dò và đuổi Kỳ Kỳ nhanh chóng rời khỏi đây, Tạ Tương cũng sợ mình vừa giết người. Cô nhanh chóng quay về tìm Yến Tranh. Thế nhưng khi này anh không có ở trong phòng. May mà Quân Sơn vừa hay đi ngang qua. Cô chỉ có thể nói ra mọi chuyện cho anh biết. Thấy cô sợ hãi, Quân Sơn đã cố gắng trấn an.
Sau đó anh cũng đi kiểm tra xem Lý Giang Trung đã chết hay chưa. Cũng may mà hắn ta chỉ bất tỉnh mà thôi. Lúc Giang Trung tỉnh lại, Quân Sơn đã đợi sẵn. Anh không hề che giấu việc mình đã giết những tên Nhật Bản. Giang Trung dù sao cũng là người Trung Quốc, anh ta đương nhiên cũng không ưa gì mấy tên Nhật Bản. Quân Sơn vẫn đe dọa nếu Giang Trung muốn nói ra chuyện này, chỉ cần dám hé răng dù một lời thì ở Thuần Viễn này không ai cứu được hắn đâu. Sau khi trở về, anh cũng thông báo cho Tạ Tương biết rằng Giang Trung chưa chết. Nghe như vậy, cô nàng mới cảm thấy bớt lo lắng. Tối đến, những suy nghĩ về Quân Sơn cứ chạy trong đầu cô nàng. Những lúc bản thân cần giúp đỡ, lúc nào anh cũng xuất hiện hết. Ngày hôm sau, cô nàng và Yến Tranh phải tiến hành kiểm tra bổ sung. Hôm nay cơ thể cô đã không còn mệt mỏi nữa. Tuy thành tích không thể gọi là quá xuất sắc, nhưng cũng đủ để vượt qua bài kiểm tra lần này. Xong việc, tất cả cũng được nghỉ phép 3 ngày về thăm nhà. Được nghỉ mà không biết đi đâu, Quản Tùng đã mời Tạ Tương đến nhà chị gái mình. Tiểu Quân không thể để Tạ Tương đi một mình, cũng đòi đi theo. Cố Yến Tranh sao mà bỏ qua chuyện này được, ai cũng đi thì làm sao có thể bỏ lại Mạn Đình. Thế là sáng hôm sau mọi người cũng tụ hợp để xuất phát. Cố Yến Tranh cũng đích thân lái xe chở mọi người đi. Nhà của chị gái Quản Tùng là một ngôi làng cạnh bờ biển. Chị ấy thấy mọi người đến thăm cũng rất quý. Anh chị rất nhanh đã sắp xếp chỗ ở cho mọi người. Giờ mới là lúc tranh giành phòng ngủ với nhau. Mạn Đình và Yến Tranh đang tranh nhau gian phòng lớn. Tiểu Tùng cũng muốn ngủ chung với Tạ Tương. Tiểu Quân không thể để điều đó diễn ra được. Dù sao thì Tạ Tương cũng ở cùng với Yến Tranh lâu vậy rồi. Để ngủ với nhiều người đàn ông khác nhau quá thì không tốt. Thấy cứ bị ngăn cấm làm, Quản Tùng bắt đầu dỗi. Thế là anh liền bắt Yến Tranh và Tạ Tương phải ngủ phòng nhỏ. Sau đó mọi người cũng ra bãi biển cắm trại. Ở đây họ chơi chung với nhau rất vui vẻ. Thấy Tiểu Quân và Tạ Tương cứ liên tục làm phiền, Mạn Đình khó chịu bỏ đi tìm Cố Yến Tranh. Anh lúc này cũng đang khó chịu vì không câu được cá, đã vậy mà còn bị Mạn Đình đến chọc quê nữa. Cãi nhau là thế, nhưng khi cô gặp nguy hiểm anh liền lao tới. Thấy anh cứng đầu thế là Mạn Đình lại tiếp tục bày trò. Cô ném một chiếc giày xuống biển làm anh vô cùng lo lắng. Anh chạy đi tìm thì thấy cô đang lén một bên ngồi cười. Định bỏ đi rồi nhưng cô nàng lại bị thương. Thế là anh lại lần nữa phải vác cô nàng trở về. Cùng lúc đó thì Quản Tùng đã câu được rất nhiều hải sản. Tạ Tương và Yến Tranh cùng nhau đi chế biến. Thấy cô bị chảy máu, anh liền dùng miệng mút lấy. Tạ Tương có đôi chút cảm động vì chuyện này. Thế nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô liền bỏ chạy. Chưa được bao lâu thì đã có người đến kiếm chuyện. Mấy người làng bên đến đây để thu thế tiền họ đánh bắt hải sản. Mới đầu Tiểu Quân còn cố gắng giải thích nhẹ nhàng với họ. Những người đó càng lúc càng quá đáng. Không nhịn được nữa, mọi người liền lao vào đánh nhau. Những ngư dân bình thường sao mà là đối thủ với anh chị nhà chúng ta được. Cứ tưởng đã xử lý xong thì bọn họ lại kéo thêm nhiều người đến nữa. Lần này đã đến lúc Mạn Đình Đại Minh Tinh ra tay rồi. Cô nàng bắt đầu đem thân phận của mình ra đe dọa. Cô đâu biết đám người kia chỉ sợ cấp dưới của Thẩm Tính Bạch mà thôi. Trên tay cầm hàng nóng thì đố ai mà không sợ. Quay đầu lại, Mạn Đình mới nhục nhã với những gì nãy giờ mình nói. Hôm sau khi trở về thì xe của Yến Tranh đã bị người ta phá. Trong lúc không biết làm sao thì Quân Sơn cũng vừa hay đi ngang qua. Anh ta và Lâm Hiển Chi hôm qua cũng đến đây chơi, cũng muốn đưa mọi người về nhưng Yến Tranh không cho. Hai cô gái được đưa về thành trước, ba người này thì phải chen chúc trên xe ngựa trở về. Ở quán rượu, chị Ngọc vẫn đang nhớ tới lão Quách. Bà đã theo đuổi ông từ khi còn trẻ đến bây giờ. Thế nhưng ngày đó ông đã mang lòng yêu một cô gái tên Bùi Niệm Thanh. Dẫu thế, chị Ngọc vẫn ở bên ông với cương vị là huynh muội, cho đến một ngày ông trở về trong trạng thái say bí tỉ. Hóa ra người ông yêu vậy mà lại có thai với huynh đệ của mình. Ngày tiến hành hôn lễ, lão Quách cũng có đến. Ông rất tức giận khi bạn mình không hề có tình cảm với Niệm Thanh. Hỏi ra mới biết đứa con trong bụng cũng không phải của anh ta. Niệm Thanh đã bị ai đó đánh thuốc mê và làm nhục. Anh bạn kia cảm thấy có lỗi khi bỏ Niệm Thanh lại một mình, thế nên mới nói dối rằng đứa bé là của anh ta. Niệm Thanh khi biết sự thật cũng đau lòng mà ngất xỉu. Sau ngày hôm đó, Niệm Thanh cũng qua đời. Ngày hôm nay cuối cùng chị Ngọc đã tìm được hung thủ. Cho dù đối phương có là đặc phái viên của Bắc Kinh, chị Ngọc cũng sẵn sàng ra tay trả thù cho Bùi Niệm Thanh. Xong việc, cô cũng thông báo cho lão Quách biết, dù kẻ thù đã chết nhưng không phải do chính ông ra tay. Lòng của ông cảm thấy gì đó mất mát rất lớn. Tối đến khi Tạ Tương đang tập luyện thì ông say xỉn đi đến, thấy có người, lão Quách liền rủ uống rượu cùng. Tạ Tương không biết uống nhưng cũng không thể từ chối. Cô đang cải trang là nam nhi mà không biết uống rượu thì rất dễ bị lộ. Thấy cô nàng có vẻ xem thường rằng mình đã già, lão Quách quyết định phải cho cô một bài học. Cứ tưởng nói chơi, ai ngờ ông đánh con gái người ta chạy không kịp. Dù đã xin tha nhưng lão Quách vẫn không dừng lại. Chơi với nhau một lúc thì hai người cũng xỉn hết. Yến Tranh đi đến thì thấy được bộ dạng nát rượu của Tạ Tương, đưa cô về phòng rồi mà cô nàng vẫn quậy không kém. Lâu lắm rồi cô mới được nhũng nhiễu như một cô gái. Cố Yến Tranh dù bất lực nhưng vẫn ân cần chăm sóc cô nàng. Trong cơn say, cô nàng cũng nói ra nỗi lòng của mình. Anh trai Tạ Lực Thần của cô lại chết trước ngày nhập học. Cô rất yêu thương người anh trai này. Cô sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tâm nguyện của anh trai, dù cho chuyện đó có khó khăn đến mức nào. Giờ thì Yến Tranh mới hiểu sao cô nàng phải cải trang vào đây học. Cô vừa khóc vừa mắng chửi anh suốt ngày bắt nạt mình, sau đó còn bắt anh phải xin lỗi mới chịu đi ngủ. Cứ thế cô nàng đã ngã lên người anh mà ngủ cả đêm. Sáng hôm sau khi phát hiện mình ngủ trên giường của Yến Tranh đã làm cô nàng hốt hoảng. Cô ngay lập tức tìm để hỏi anh về chuyện hôm qua.
không biết lúc mình say có nói hay làm hành động gì kỳ lạ không. Yến Tranh chỉ chọc ghẹo cô nàng một chút, anh không có lý do gì để vạch mặt của Tạ Tương cả, chỉ đe dọa cô không được uống rượu với bất kỳ người đàn ông nào khác nữa. Hôm sau khi tập kiếm, lão Lư đã nhận ra một vấn đề của Tạ Tương, so về kỹ thuật thì cũng không quá tệ, điểm yếu duy nhất là tinh thần không tốt, cứ chần chừ không dám ra đòn quyết định, cứ như vậy thì làm sao mà tốt nghiệp được đây. Thất vọng về bản thân, tối đó cô lại tiếp tục một mình luyện tập, lão Quách thấy cô tội nghiệp nên cũng đến giúp đỡ. Chỉ cần tập luyện theo cách của ông thì Tạ Tương chắc chắn sẽ có thể tốt nghiệp. Những ngày sau đó cô nàng đã luyện tập vô cùng siêng năng, khả năng chiến đấu của Tạ Tương cũng được cải thiện qua từng ngày. Hôm nay cô nàng còn có thể đánh ngang kèo với lão Quách, ông thấy học trò mình giỏi thế cũng vui lắm. Đến ngày luyện kiếm, mọi người vô cùng bất ngờ trước sự tiến bộ của cô nàng, lần này lão Lư cũng phải công nhận cô nàng. Tối đến khi đang ngủ thì lại có chuông thông báo, hôm nay họ sẽ ra ngoài làm nhiệm vụ đầu tiên, lần này mọi người sẽ hợp tác với sở cảnh sát tấn công một nhà kho. Nhiệm vụ của họ là giải cứu con tin, nếu không cần thì có thể sẽ không phải nổ súng. Sau khi bàn bạc, mọi người cũng bắt đầu chia nhau ra đột nhập. Tạ Tương và Quân Sơn là một đội, cứ tưởng là sắp bị phát hiện thì Quân Sơn chạy đến xử lý mấy tên lính gác. Bên này Yến Tranh cũng dẫn một đội tấn công. Mọi thứ đang diễn ra vô cùng hoàn hảo, vậy mà bên sở cảnh sát lại hành động riêng lẻ. Họ trực tiếp nổ súng đánh trực diện vào đây. Việc này đã làm nhiệm vụ của Trường Liệt Hỏa bị phát hiện. Hai bên đánh nhau vào tận nhà kho. Đến lúc tìm được con tin thì trên người họ lại có bom. Tạ Tương đã từng đọc qua về loại bom này, thế nhưng cô không thể nhớ nổi là nên cắt dây màu gì, cô nàng cứ phân vân giữa dây xanh và vàng. Yến Tranh dự định sẽ cắt dây màu đỏ vì không tin tưởng Tạ Tương, cũng may là Quân Sơn kịp thời chạy tới, anh chỉ hỏi Tạ Tương đúng một câu, cô nàng vừa trả lời anh liền quyết đoán cắt dây, thành công giải quyết quả bom, mọi người cũng chia nhau rời đi, Yến Tranh và Quản Tùng sẽ ở lại câu thời gian. Quân Sơn và Tạ Tương ra ngoài thì thấy có gì đó không đúng, Chu Ngạn Lâm vậy mà lại bị đối phương bắt làm con tin. Không muốn bạn bè gặp nguy hiểm, Tạ Tương và Quân Sơn đành phải đầu hàng. Tên cầm đầu thấy bị tổn thất nặng như vậy thì rất tức giận. Tạ Tương và tên đó đã gây gổ với nhau, Quân Sơn đứng ra bảo vệ cũng bị đánh cho một trận. Trong lúc chưa biết làm sao thì Yến Tranh và Quản Tùng xuất hiện, họ còn mang theo một xe pháo đến bắn phá. Nhờ phối hợp ăn ý mà cả bọn đã có thể giành chiến thắng. Tất cả bọn xấu đều bị khống chế, không chừa một ai. Sáng hôm sau, trước mặt mọi người, lão Lư đã tuyên vương Yến Tranh. Lần này nếu không có anh chắc chắn mọi người đã gặp nguy hiểm, nhưng may mà họ vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này, ai cũng vui vẻ ngoài trừ Tạ Tương. Cô vẫn thất vọng vì hôm qua Yến Tranh không tin mình, giờ ta mới biết Quân Sơn đã nhập viện rồi, hôm qua vì bảo vệ Tạ Tương mà anh ấy đã bị thương khá nặng. Hay tin cô nàng tức tốc chạy vào bệnh viện thăm anh ấy, đến nơi thì thấy Quân Sơn đã ổn hơn rất nhiều rồi. Tạ Tương cũng có chuyện muốn hỏi anh, đó là về quả bom ngày hôm qua, anh cho hay mình không hề biết gỡ bom đâu, anh làm chỉ vì bản thân tin tưởng cô nàng mà thôi. Tạ Tương rất hài lòng khi nghe câu trả lời này. Về đến trường, Yến Tranh lại trông thấy cô mua đồ ăn đến thăm bệnh Quân Sơn. Anh chàng nhà mình bắt đầu nổi cơn ghen rồi, cũng muốn xin lỗi Tạ Tương về chuyện lần trước, nhưng mà vì ngại anh không thể nói ra được, cái cách anh bắt chuyện cứ làm cho Tạ Tương muốn đập anh một trận. Những hành động này của anh chỉ làm cô ghét hơn mà thôi. Những ngày sau đó anh buồn chả thiết ăn uống gì hết, vô tình anh nghe được chuyện Chu Ngạn Lâm bị bắt ngâm nước, trời lạnh thế này mà bị phạt như thế thì sẽ bệnh mất. Nghe vậy anh liền nảy ra một ý tưởng mới, lão Lư vừa đi ngang đã bị anh ném trứng vào người. Đúng là tự chuốc khổ vào thân mà. Đến lúc Tạ Tương trở về thì anh cũng bị cảm mất rồi. Mới đầu cô nàng còn chả thèm quan tâm, nhưng mà thấy anh tội nghiệp vậy, Tạ Tương cũng không thể cầm lòng. Cô dù tức giận vẫn nhẹ nhàng chăm sóc anh, không những thế còn chuẩn bị thuốc và cháo cho anh. Chờ có thế, Yến Tranh đã ăn nó rất vui vẻ. Kế hoạch lấy lòng của anh đã thành công rồi. Ngày hôm sau trường lại có sắp xếp một buổi kiểm tra sức khỏe. Nghe đến đây Tạ Tương đã hoảng sợ. Kiểm tra thì chuyện cô cải trang sẽ bị lộ mất. Tạ Tương đã cố gắng tìm trưởng quan Quách xin nghỉ phép, thế nhưng ông lại bắt kiểm tra xong rồi nghỉ cũng được. Lý Giang Trung gần như đã phát hiện gì đó kỳ lạ ở chỗ Tạ Tương. May mà lúc này Quản Tùng đã tìm được Cố Yến Tranh, anh hay tin khám sức khỏe đã nhận ra vấn đề. Vậy là liền chạy tới kiếm chuyện đánh nhau với Lý Giang Trung. Thấy lão Lư tới, anh còn giả vờ như mình mới là người bị đánh. Một màn tự biên tự diễn này đã hoàn toàn chọc tức lão Lư. Kết quả chưa kịp kiểm tra gì đã bị nhốt lại hết. Nhờ anh quậy như thế mà Tạ Tương mới thoát được một mạng. Bên này tên họ Vũ cũng được Lâm Hiển Chi cứu khỏi ngục. Thì ra người đứng sau đường dây buôn bán hàng cấm và bắt cóc là Hiển Chi. Hôm nay cô ta cứu ông ra là vì muốn ông giúp mình viết một lá thư. Vừa hoàn thành mục đích, cô ta liền ra tay giết người diệt khẩu. Sau đó còn cho người đánh bom bệnh viện làm rất nhiều người chết. Thi thể của tên họ Vũ cũng được vứt trước tòa soạn báo. Trên tay còn cầm theo lá thư mà ông ta vừa viết. Nó chỉ rõ Thẩm Tính Bạch chính là chủ mưu thật sự trong mọi chuyện. Hiện giờ rất nhiều nhà báo đang nhắm đến nhà họ Thẩm. Mạn Đình không thể ngồi im trong chuyện này được. Dù sao thì Thẩm Tính Bạch ngày thường cũng rất tốt với cô, vậy nên cô đã âm thầm tìm cách cứu anh ấy. Bên này sau khi được thả thì thái độ của người khác với Quân Sơn cũng rất lạ. Vừa về ký túc đã có không ít bạn học đến gây chuyện. Họ tức giận khi nhận được tin nhà họ Thẩm lại hại chết không ít đồng bào. Bên này Mạn Đình đã liên hệ được với chủ tòa soạn Chu Di. Ông chính là người đã viết bài báo về Thẩm Tính Bạch. Anh đưa ra bằng chứng mình không liên quan đến chuyện này.
không có mục đích gì để anh phải kiếm vài đồng lẻ từ việc buôn lậu. Ngoài ra anh còn điều tra được tên họ Vũ đã chết vài giờ trước khi đến được tòa soạn, vậy nên đây chỉ là cái bẫy để hãm hại anh mà thôi. Biết mình đã làm sai, Chu Di đã muốn giúp anh đòi lại công bằng. Ngày hôm sau khi đang cầm bằng chứng đến tòa soạn, giữa đường ông lại bị người khác ám sát mà mất mạng, thế là Thẩm Tính Bạch vẫn không thể lấy lại được sự trong sạch của mình. Hôm nay ở tang lễ của tên Vũ Bân đã có một cô gái âm thầm xuất hiện, khi bị những phóng viên phát hiện cô ta vô cùng sợ hãi, chỉ kịp nói đúng một câu đây là âm mưu của người Nhật Bản, sau đó nhanh chóng rời khỏi đây, nhặt được tấm ảnh mới biết cô ta chính là vợ của tên Vũ Bân. Quản gia trong nhà cũng cho hay mình không biết nhà họ Thẩm, trong thời gian ông làm việc lâu lâu chỉ thấy có vài người Nhật đến nhà, chứ từ trước đến nay chưa từng thấy Vũ Bân có liên quan gì đến Thẩm Tính Bạch, chuyện này cũng nhanh chóng được đưa lên báo, nhờ nó mà cũng bớt đi chỉ trích nhắm vào nhà họ Thẩm. Hóa ra mọi chuyện là do Mạn Đình dựng lên, cô gái kia là do họ thuê để diễn ra vở kịch này, ngay cả tấm hình cũng là được làm giả, đương nhiên là ông quản gia cũng không phải ngoại lệ, đây cũng chỉ mới chặn được miệng đời mà thôi, để minh oan cho Thẩm Tính Bạch họ vẫn còn phải thực hiện kế hoạch khác. Ở trong trường, Lý Giang Trung lại bắt đầu chơi xấu Tạ Tương, hắn ta ngắt nước khiến cô nàng không thể tắm ở phòng được, đang nhỡ tay Tạ Tương đành phải đến phòng tắm công cộng, mặc dù đã rất cẩn thận chốt cửa nhưng cũng vô dụng, Lý Giang Trung vừa mở được cửa thì Quân Sơn cũng đi đến, sợ bị phát hiện hắn ta liền trốn đi, thế là Quân Sơn vậy mà lại đi vào tắm cùng với Tạ Tương, cô nàng dù rất ngại ngùng nhưng không thể rời đi được, trong khi không biết làm sao thì Yến Tranh chạy vào, anh chen ngang giữa hai người để chặn tầm nhìn của Quân Sơn. Quá bất lực, Quân Sơn cũng phải rời đi trước, Yến Tranh cũng định ra theo nhưng lại trượt chân, vậy là những gì có thể thấy anh đều trông thấy hết, cứ phải ăn đòn thì mới chịu cơ. Ra ngoài anh có nghe tiếng ai đó cầu cứu, định mở cửa rồi lại nghe đối phương là Lý Giang Trung, vậy là anh không những không mở mà còn móc khóa lại nữa. Giang Trung cứ tưởng anh đi lấy chìa khóa nên cũng vui vẻ ngồi đợi, quay về phòng thì Tạ Tương đang rất khó xử, anh thấy thế cũng giải thích rằng mình đã biết chuyện từ lâu rồi, mặc dù là anh đã giúp cô nhưng Tạ Tương vẫn tức giận, bệnh tự luyến của Yến Tranh lại bắt đầu nổi lên. Anh cho rằng cô cải trang vào đây học là vì mình, lần trước khi gặp ở nhà hát thì cô đã đem lòng thích anh, sau đó mới vào đây để âm thầm theo đuổi mình. Tạ Tương nghe đến đây thì hoàn toàn bất lực, cô cũng không rảnh đâu mà cãi nhau với anh để làm gì nữa, cô chỉ nhẹ nhàng đi tìm vũ khí đập chết anh mà thôi. Khi này thì Mạn Đình cũng đi đến đây có việc nhờ Yến Tranh, mở cửa ra đã thấy Tạ Tương đang dần cho Yến Tranh một trận, sắp tới cô có một buổi diễn từ thiện, cô muốn anh đến giúp mình một tay cho bữa tiệc. Hiển Chi đã nhận ra tại sao Mạn Đình lại làm việc này, cô đang muốn nhờ sự kiện này để giúp đỡ Thẩm Tính Bạch, vậy là Hiển Chi liền cho người đến đập phá nơi tổ chức tiệc, ngoài ra đầu bếp hay phục vụ gì đều bị đuổi đi hết, ngay cả những diễn viên múa cũng không ai đến được. Không biết làm sao, Mạn Đình chỉ có thể cầu cứu Yến Tranh, đầu tiên là nhờ những bạn học của Tiểu Quân đến giúp đỡ, làm sao mà thiếu được những anh em trong trường Liệt Hỏa, nhờ sự giúp đỡ của mọi người mà họ đã có thể dựng lại được bữa tiệc. Hôm nay Quân Sơn cũng có mặt ở đây, anh cũng là một trong những vị khách được mời đến. Thấy Tạ Tương cứ cười cười nói nói với Quân Sơn, Yến Tranh lại không vui, bỏ hết mặt mũi anh phải lôi cô nàng rời đi cho bằng được. Tạ Tương có đôi chút không hài lòng nhưng cũng không thể phản kháng. Quân Sơn khi này cũng nghe được tin con trai của Chu Di vẫn chưa đến, biết chắc đã có vấn đề nên anh quyết định sẽ đi kiểm tra. Hóa ra anh ta đang bị ám sát làm chiếc xe mất lái, Tạ Tương đang đỗ rác mà không hề hay biết có nguy hiểm. May mà có Quân Sơn đã dùng chiếc xe của mình lao đến, vậy là anh lại lần nữa cứu mạng của Tạ Tương. Bên trong Mạn Đình cũng bắt đầu đứng lên phát biểu, cô cũng nói rõ mục đích mình tạo ra bữa tiệc hôm nay. Một phóng viên trong đó liên tục châm lửa nhắm vào Thẩm Tính Bạch, để chứng minh Mạn Đình đã mời đội trưởng Hà lên phát biểu. Ông cũng đưa ra bằng chứng Vũ Bân đã chết trước khi đến được tòa soạn báo, vì vậy có thể xác minh thi thể ở hiện trường chỉ là được người khác dàn dựng. Biết rằng nhiều đây vẫn chưa thể chứng minh điều gì, Mạn Đình tiếp tục mời con trai của Chu Di lên sân khấu. Anh cho hay mình vừa bị ám sát khi trên đường đến đây, tài xế cũng vì bảo vệ anh mà mất mạng. Anh thề trước linh hồn của bố và người tài xế tội nghiệp, những gì anh sắp nói đây đều là sự thật. Cái đêm trước ngày bố anh mất mạng, ông đã nói với anh rằng mình có bằng chứng ngoại phạm của Thẩm Tính Bạch. Hôm sau vừa định minh oan cho anh ấy thì lại bị ám sát. Nói đến đây mọi người cũng đã có suy nghĩ của mình. Ai cũng biết kẻ đứng sau chuyện này chỉ có thể là Thương hội Nhật Bản. Nhưng giờ chưa phải là lúc để vạch trần sự thật. Lấy lại được sự trong sạch của Thẩm Tính Bạch mới là việc quan trọng nhất. Nhờ sự nhiệt tình và khả năng không chịu bỏ cuộc của Mạn Đình, nhà họ Thẩm mới trải qua được kiếp nạn lần này. Sau đó cũng có rất nhiều người đến hỏi cô về quan hệ với Thẩm Tính Bạch. Cô vẫn cương quyết không nhận mình và anh ta có tình cảm với nhau. Để không bị bàn tán, cô chỉ đại một người nào đó. Cố Yến Tranh đang ăn không hiểu chuyện gì cũng dính đạn. Kết thúc bữa tiệc, anh đã đến tìm cô để hỏi rõ. Cô nàng nói thẳng luôn mình có thích anh thì làm sao đâu chứ. Yến Tranh có cố gắng giải thích rằng mình không có tình cảm với cô. Không ngờ Mạn Đình lại cho rằng anh đã nghiện lại còn ngại, cứ thích chơi cái trò lạt mềm buộc chặt này làm gì không biết. Cái bệnh tự luyến này sao thấy quen quen vậy ta. Tạ Tương nghe xong câu chuyện cũng chỉ biết bật cười. Hai người đúng là trời sinh một cặp mà. Ai cũng có bệnh trong người hết trơn, nhưng mà chuyện này không liên quan gì đến cô. Chỉ cần anh giúp mình giữ bí mật thân phận là được. Chuyện yêu đương của anh cô không muốn vây vào. Không biết mọi người có quen gì không ta. Đến tận bây giờ mà Lý Giang Trung vẫn còn bị nhốt trong phòng tạp vụ,
Nếu mà không nhờ Chu Ngạn Lâm tìm thấy thì chắc anh ta chết đói mất rồi, bị đập vào đầu rồi còn bỏ đói 3-4 ngày. Thế mà tên Lý Giang Trung này vẫn không chết, đúng là trâu bò. Không lâu sau cũng đã đến kỳ nghỉ rồi, mọi người bắt đầu chào tạm biệt nhau để về nhà. Quân Sơn và cả Yến Tranh đều dành nhau đưa Tạ Tương ra bến tàu. Vì bảo vệ bí mật, cô chỉ có thể đi cùng xe với Yến Tranh. Dọc đường anh luôn tỏ vẻ rất khó chịu, chỉ đến khi cô nói cảm ơn và chúc anh năm mới vui vẻ, khi này thì Yến Tranh mới chịu cười. Trên tàu, Tạ Tương đã làm quen được với một du học sinh, cậu ta cứ bảo vệ chiếc cặp sách một cách rất khả nghi. Sau một lúc tâm sự, có thể thấy anh ta là một công dân yêu nước gương mẫu. Cho dù bây giờ đất nước đang nằm trong tay người Nhật, thế nhưng anh ấy vẫn không ngại nói ra quan điểm của mình. Chỉ cần có thể giúp một phần sức cho đất nước, anh ấy sẵn sàng làm, cho dù việc đó có nguy hiểm như thế nào đi nữa. Về đến nhà, Yến Tranh hay tin bố mình sắp phải đi đến Bắc Kinh làm việc, anh nghe vậy liền đòi đi theo, tuy khá bất ngờ nhưng ông vẫn đồng ý. Tạ Tương cũng đã trở về dáng vẻ nữ nhi để thăm nhà. Mẹ có khuyên cô về đây học nhưng Tạ Tương không đồng ý, cứ tưởng sẽ yên bình đón năm mới. Không ngờ Yến Tranh vậy mà lại chạy đến tận đây tìm mình. Mới đầu bố mẹ còn hơi nghi ngờ, con gái đi học trường nữ nhi sao có bạn bè được. Cơ mà với cái miệng của Yến Tranh, mọi chuyện cũng được cho qua. Không dừng lại ở đó, anh còn lấy được cả lòng của bố mẹ. Hai người bắt đầu để ý tới anh chàng này rồi. Tạ Tương biết anh đang chém gió nhưng cũng không làm gì được. Anh cứ thế mà ăn nhờ ở đậu trong nhà cô nàng hết cả một ngày. Đến lúc rời đi, anh còn đòi Tạ Tương phải đích thân tiễn mình về. Anh hứa rằng ngày mai sẽ tiếp tục đến đây chờ cô, nếu không đến đừng trách anh lại chạy đến nhà cô làm phiền. Hôm sau cô đến điểm hẹn thì thấy anh đang chơi rất vui với mấy đứa nhóc. Nhìn anh như thế, cô cũng thấy Yến Tranh có chút đáng yêu. Để trả đũa anh hay bắt nạt mình, cô nàng bắt anh phải dẫn mình đi uống nước đậu. Thứ này rất khó nuốt, nếu không quen sẽ không uống được đâu. Nhìn anh đau khổ, Tạ Tương khoái chí lắm. Ở một nơi nào đó, Lâm Vĩ cũng đã tụ họp với những bạn học yêu nước khác. Họ đang lên kế hoạch biểu tình không đồng ý ký kết hiệp định mới. Nếu ký vào hiệp định đó không khác gì là bán nước cả. Lâm Vĩ cùng với 200 bạn học khác đã ký tên lên huyết thư để biểu tình. Họ nhất quyết không thỏa hiệp với Thương hội Nhật Bản. Trong khi đang nhiệt quyết ý chí chiến đấu, không ai ngờ Hiển Chi đã cài người vào nhóm thanh niên. Chờ họ tụ mặt, cô liền cho người đến tấn công. Không ai được phép ngăn chặn hiệp ước 25 điều của họ hết. Quân Nhật Bản vừa vào đã rút kiếm chém giết khắp nơi. Lâm Vĩ chỉ còn cách ôm tấm huyết thư bỏ chạy. Ở chỗ của Yến Tranh, anh đã dẫn Tạ Tương về ngôi nhà cũ của mình. Trước kia anh có thời gian rất hạnh phúc với mẹ ở đây. Từ sau khi bà ấy qua đời, nơi này cũng bị bỏ hoang. Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì phát hiện có người chạy vào. Lâm Vĩ đang bị những tên Nhật Bản truy sát đến đây. Yến Tranh thấy vậy liền ra tay đánh gục bọn kia. Chuyện chưa xong thì cảnh sát cũng nhanh chóng có mặt. Không nói không rằng, họ liền bắt hết những người có mặt ở đây. Cho dù chính người Nhật mới là kẻ sát nhân, vậy mà cảnh sát lại cho rằng những bạn học mới là hung thủ. Về đến đồn, Yến Tranh vẫn chưa hiểu lý do tại sao mình bị bắt. Anh và những người này có quen biết gì nhau đâu kia chứ. Nhóm của Lâm Vĩ cũng cho hay mình không quen Yến Tranh. Không ngờ câu nói này lại gây hiểu lầm. Cảnh sát cho rằng mọi người đang cố bao che cho Yến Tranh. Thế là anh bị bắt nhốt vào phòng riêng. Trước khi đi, anh đã hứa sẽ cứu Tạ Tương ra ngoài an toàn. Chỉ cần tin tưởng anh là được. Hóa ra tên cục trưởng lại là người của Hiển Chi. Cô ta bắt ông phải trừ khử nhóm học sinh kia. Mặc dù ông đã cố nói giúp và hứa mình sẽ giam giữ mọi người cho đến khi hiệp ước được ký kết mới thả ra, thế nhưng Hiển Chi vẫn bắt ông phải làm, nếu không thì người nhà ông sẽ gặp nguy hiểm. Yến Tranh bên này đã dùng tiền mua chuộc một cảnh sát, đối phương vừa mở cửa đã bị anh đánh ngất. Tạ Tương cũng được Lâm Vĩ kể lại hết mọi chuyện. Anh cùng hơn 200 bạn học khác đã lên kế hoạch này, họ cùng ký vào huyết thư, không thành công sẽ không trở về. Nhưng đi đến được đây cũng chỉ còn vài người bọn họ, những bạn khác đều bỏ mạng trong quá trình về nước hết rồi. Dù có thế này, Lâm Vĩ cũng không thể lùi bước vì đất nước và những bạn học hy sinh kia. Ngay lúc đó, Yến Tranh cũng mang chìa khóa trở lại. Thời gian gấp rút, anh không biết cái nào mới đúng. Lính gác sắp đến, Tạ Tương chỉ có thể đuổi anh đi trước. Anh phải thoát mới có cơ hội cứu mọi người. Không đành lòng, anh cũng đành phải trở về. Bố anh nghe tin con mình bị bắt thì rất lo lắng. Ông nhanh chóng dẫn người đến sở cảnh sát. Với cương vị là một thứ trưởng thì ai cũng phải nể mặt. Nhưng giờ Yến Tranh đã không còn ở đây nữa. Ông vừa về đã cho anh một trận. Hiện giờ tình hình đang cực kỳ căng thẳng. Anh không biết nghĩ mà còn đi làm mấy trò điên khùng như thế. Một đám nhãi con lại muốn làm chuyện đại sự gì chứ. Nghe đến đây, Yến Tranh đã tức giận. Hiện giờ chính quyền đã mục nát đến mức khiến những người trẻ phải thất vọng. Nếu bố không giúp được gì, anh sẽ tự đi cứu người. Không thể để anh lao đầu vào đường chết. Ông trực tiếp đánh ngất con trai mình, sau đó gấp rút cho người đưa anh về Thuần Viễn ngay trong đêm. Khi anh tỉnh dậy đã thấy bản thân trên xe lửa rồi. Quản gia cũng cho rất nhiều người canh gác để anh không thể làm chuyện ngu ngốc. Vậy mà Yến Tranh vẫn âm thầm nhảy khỏi tàu mà không ai hay biết. Ở sở cảnh sát, Tống Mậu Công cũng vận chuyển những bạn học rời đi. Ngồi trên xe, họ đã đoán được chuyện sắp tới, lặng lẽ đưa mọi người đến một ngọn núi hẻo lánh thế này, mục đích duy nhất là giết người mà không ai hay biết. Biết trước là thế nhưng họ cũng không thể làm gì hơn. May mà Yến Tranh đang âm thầm chạy theo, giữa đường phải dừng lại vì có đá chặn đường. Khỏi hỏi cũng biết ai là người làm ra chuyện này. Nhân lúc họ đi kiểm tra, Tạ Tương đã có thể cởi trói. Tống Mậu Công đi đến xem xét tình hình, ông cũng chả thèm che giấu ý định muốn giết người diệt khẩu. Để diễn kịch, Tạ Tương cũng không thèm kích động làm gì,
cứ tưởng thành công thì một cậu bạn lại làm lộ tay ra ngoài. Thấy bị lộ, họ liền lao vào chiến đấu, Tạ Tương và mọi người cũng cướp được súng. Trong lúc rằng co đã có vài cậu bạn trúng đạn, Lâm Vĩ muốn giúp đồng đội cũng chịu không ít vết thương. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, anh vẫn kịp giao lại huyết thư. Anh mong Tạ Tương sẽ giúp mình thực hiện chí hướng yêu nước. Thấy anh ra đi, Tạ Tương như chết lặng trong lòng. Những trái tim yêu nước lại dẫn đến cái kết đau đớn như thế này đây. Khi đó Yến Tranh cũng từ phía sau chạy đến, anh một đường diệt sạch tất cả những tên ác nhân này. Nhìn thấy anh, Tạ Tương cũng trực tiếp ngất đi. Lần này trở về, Yến Tranh cũng không đối đầu với bố nữa. Chỉ cần giúp được Tạ Tương, anh sẽ nghe lời của bố. Ông bắt anh nhanh chóng quay về, phần còn lại ông sẽ tự mình lo liệu. Những ngày sau đó, Tạ Tương vẫn rất đau lòng. Hình ảnh những cậu bạn kia bỏ mạng không thể rời khỏi suy nghĩ của cô. Để thực hiện lời hứa, cô nàng đã dẫn đầu một nhóm người đi biểu tình. Cho dù có hùng hồn như thế, nhưng kết quả chả thay đổi được gì nhiều hết. Những bạn học biểu tình đều bị trấn áp mà bắt về đồn. Sau đó chờ người thân đến bảo lãnh trở về. Đến giờ cô mới hiểu tại sao anh trai lại muốn gia nhập trường liệt hỏa. Vì an uy của đất nước, sự hy sinh của một cá nhân chả đáng là gì hết. Quá chán nản, cô đã trở về trường học một mình. Đêm nay cũng là đêm giao thừa nhưng cô chỉ có một mình. Vô tình Sao Quân Sơn cũng trở về đây và bắt gặp Tạ Tương. Hai con người cô đơn lại ở cùng nhau như thế. Thấy cô ăn uống sơ sài, anh liền muốn mời cô nàng đi ăn. Ở một nơi khác, Yến Tranh cũng không tốt lành gì hơn. Ngay lúc này anh thật sự nhớ Tạ Tương, rất muốn gặp để cùng cô ấy đón năm mới. Trong đầu anh đầy những suy nghĩ vui vẻ bên cô nàng. Nhưng khi nghĩ đến lúc cô cần nhất, anh lại không thể làm được gì. Yến Tranh rất tức sự thảm hại của chính bản thân mình. Kỳ nghỉ kết thúc cũng đã đến lúc mọi người quay trở lại. Quan Tùng vừa về đã hỏi về sự hiện diện của em gái Tạ Tương. Bỏ qua sự ngăn cản của cô, anh đã trực tiếp đến trường học của Tiểu Quân. Cho dù có bị chặn lại, anh vẫn cương quyết muốn gặp cô nàng. Tiểu Quân thấy thế đã nhanh chóng chạy đi báo cho Tạ Tương. Giờ mà không chịu xuất hiện là bị lộ chắc. Không còn cách nào, Tạ Tương đành phải mượn quần áo của Tiểu Quân. Sau đó dùng thân phận con gái ra gặp Quan Tùng. Anh tự nhận mình là bạn rất thân với Tạ Lực Thần. Lần này đến đây là để thay anh ấy tặng quà cho Tạ Tương. Cô nàng dù biết nhưng vẫn phải cố diễn theo. Quan Tùng có vẻ là bị hút hồn bởi sự xinh đẹp của Tạ Tương rồi. Sau khi anh rời đi, cô cũng nhanh chóng thay đồ đuổi theo. Trước mặt cô, anh còn khen em gái của cậu rất đẹp, còn đẹp hơn người anh trai song sinh này rất nhiều. Tạ Tương nghe anh diễn tả mà không biết phải nói gì hơn. Về đến trường lại nghe được tin của Yến Tranh, bố anh ấy hiện giờ là người đàm phán chính cho hiệp ước. Giờ mà ký thì ông ta chính là kẻ bán nước, mà nếu không ký cũng không được với thương hội Nhật Bản. Vì vậy lúc này nhà họ đang phải chịu áp lực không hề nhỏ. Trong thời gian ngắn anh ta chưa thể nào về trường được. Tạ Tương cũng thấy có đôi chút mất mát khi anh không trở về. Về phần Lâm Hiển Chi, cô ta đang tìm gặp Bối Lạc Gia. Trước khi trở thành con nuôi của Nhất Điền Tú Hạnh, cô và Bối Lạc Gia từng là anh em rất thân thiết. Nhưng đã mười mấy năm rồi họ mới có thể gặp lại nhau. Thật không ngờ hai người lại trở thành kẻ chủ chốt cho phe đối diện. Anh thật sự không muốn làm kẻ địch với em gái mình xíu nào. Nhưng Hiển Chi trở về với mục đích trả thù mẫu thân của anh. Ngày nào thù cũ chưa được báo, khi đấy cô nhất quyết sẽ không bao giờ dừng tay. Bối Lạc Gia có đôi chút thất vọng khi nghe được câu trả lời này. Sau đó anh cũng tìm đến chị Ngọc để làm một cuộc giao dịch. Từ khi triều đình sụp đổ đã có rất nhiều vật báu bị tuồn ra ngoài. Anh không muốn những thứ đó rơi vào tay người Nhật Bản, vậy nên đã thuê chị Ngọc âm thầm cướp lại số hàng đó. Cùng là người Trung Quốc nên chị Ngọc cũng không muốn điều đó diễn ra. Cho dù anh không thuê thì cô cũng sẽ tự đi cướp mà thôi. Trước khi đi cô cũng nhắc trước sau vụ này cô sẽ không làm nữa. Mối làm ăn lớn như vậy bản thân cô không thể nhận quá nhiều. Ở trường học, Lý Giang Trung cũng đã chuyển đến phòng Tạ Tương. Yến Tranh mãi không về nên anh ta mới được sắp xếp vào phòng này. Tạ Tương đương nhiên không thể ngủ cùng Giang Trung. Vậy là cả đêm cô phải ở ngoài mà không dám về phòng. Cả đêm không ngủ làm cô nàng mất sức vô cùng. Vừa tập luyện xong, Tạ Tương đã ngất giữa sân. Sau khi đưa đến phòng y tế, Lão Quách đã tự tay chăm sóc cô nàng. Giây phút này ông cũng phát hiện thân phận đặc biệt của Tạ Tương. Lúc cô tỉnh dậy, ông đã cố gắng hỏi sao cô nàng lại muốn học ở đây. Thấy Tạ Tương không dám trả lời, ông cũng không làm khó. Ông biết cô nàng có nỗi khổ riêng mới che giấu như thế. Bên này Yến Tranh cũng đang cố gắng trốn khỏi nhà, nhưng giờ nơi này đã hoàn toàn bị phong tỏa rồi. Nhất cử nhất động của anh đều bị theo dõi hết. Anh làm như vậy là vì bị gia đình ép cưới. Tin tức anh sắp kết hôn cũng được đưa lên báo. Tạ Tương có chút thất vọng khi biết được tin này, nhưng người trực tiếp hành động lại là Mạn Đình. Cô ấy đã trốn khỏi nhà để chạy đến Bắc Kinh. Cô đã cố gắng mua vé tàu nhưng không còn vé nào cả. Từ xa, Thẩm Tĩnh Bạch vẫn đang âm thầm theo dõi cô nàng. Biết cô muốn chạy đến tìm tình địch, nhưng chỉ cần là việc Mạn Đình muốn làm thì anh sẽ ủng hộ. Vậy là chính anh đã giúp đỡ cô nàng tìm vé tàu. Nhận được tin Mạn Đình sẽ đến, Yến Tranh cũng ra bến tàu đợi sẵn. Giây phút này chỉ có mình cô mới có thể cứu anh ra khỏi bể khổ mà thôi. Yến Tranh đi xe mắt vậy mà còn mang cả Mạn Đình theo. Trước mặt đối phương hai người lại bày ra cái dáng vẻ rất chi là tình tứ. Bản thân dù có khó chịu, Tiểu Đồng cũng không thể hiện ra ngoài. Phải công nhận là cô gái này nhịn giỏi thật sự. Nếu mà là người khác chắc hẳn đã cho đôi dâm phụ này một trận rồi. Không chỉ dừng lại ở đó, hai người còn đi mua sắm cùng nhau. Mục đích duy nhất là khiến cho mọi người nhìn thấy. Cứ như vậy anh chị đi quậy khắp cả khu phố. Làm sao để ai cũng phải cho rằng hai người đang yêu nhau. Quay về với trường liệt hỏa,
Ngày hôm nay bốn người có một nhiệm vụ vận chuyển thuốc đến Bắc Kinh, đến nơi thì xe của họ lại vô tình bị hỏng, không còn cách nào, mọi người đành phải bắt tàu hỏa trở về. Vô tình sau đoàn tàu này cũng đang vận chuyển lô hàng quốc cấm, người của chị Ngọc đang âm thầm tìm cách cướp hàng, họ cũng điều tra được kho hàng và cả việc có bao nhiêu lính canh, mọi thứ đều được lên kế hoạch rất tỉ mỉ. Chỉ có điều không ai biết rằng người của Đàm Nguyên Nhất Lan cũng đang trên tàu. Nhìn thấy thái độ của mọi người đã khiến Quân Sơn nhận ra vấn đề, nhưng chuyện này không dính líu gì tới nhóm của họ, thế nên tốt nhất là đừng dây vào làm gì. Khi này thì người của chị Ngọc cũng bắt đầu hành động, lão nhị cải trang thành nhân viên tiếp cận lính canh, lão nhất nhân cơ hội không ai để ý đã trèo từ trên xuống, họ phối hợp trong ngoài đánh gục được hết lính gác, xong việc họ chỉ đơn giản là chuyển từng thùng hàng rời đi, lão tam cũng phối hợp lái xe cặp khoang tàu nhận hàng, chưa kịp vận chuyển xong thì đã có người chạy đến, lão nhị đành phải đứng lại cản chân đám người kia. Sau khi giải quyết được lính gác, anh ta cũng lấy được vật quan trọng nhất, vừa quay lại khoang tàu lại chạm mặt với Tạ Tương. Đến giờ phút này Đàm Nguyên Nhất Lan mới bắt đầu hành động, hai bên bắt đầu nổ súng với nhau. Trước khi rời đi, lão nhị đã nhắc mình sẽ còn quay lại tìm Tạ Tương, sau đó cũng nhảy ra khỏi tàu trốn thoát. Lính Nhật không truy sát anh ta mà lại đuổi theo nhóm người Tạ Tương, họ đành phải chia nhau ra mà chạy trốn. Được một lúc, Tạ Tương và Quân Sơn đã có thể đánh lén được đám người kia, cứ tưởng đã thoát rồi, cả hai lại vô tình rơi vào bẫy, cứ thế hai người phải ngồi chờ đến tận đêm. Quân Sơn vừa nhìn là biết đây là bẫy do con người làm ra, sẽ đến lúc có người đến thăm bẫy mà thôi, nhưng khi nào có người tới thì anh không dám chắc, dù sao cũng phải chờ đợi chứ không biết làm gì hơn. Thấy cô nàng bị lạnh, Quân Sơn cũng chủ động khoác áo cho Tạ Tương, nhìn thấy anh ân cần như vậy làm cô nàng rất cảm động. Đến sáng cuối cùng cũng đã có người đến cứu, lão Ngụy thấy có lỗi nên cũng dẫn họ về nhà, ông tự giới thiệu vợ mình không thể đi được, vậy nên không thể chuyển xuống thị trấn sinh sống, về đến nhà mới phát hiện người vợ mà ông nói đã qua đời. Lão Ngụy còn có một cô con gái, từ bé đến giờ cô bé vẫn luôn như thế, không nói chuyện và chả quan tâm đến những gì xung quanh. Sau một lúc cuối cùng Tạ Tương cũng hiểu lý do tại sao họ bị truy sát, hóa ra lão nhị đã nhét một món hàng vào ba lô của cô nàng, đây vậy mà lại là ngọc tỷ của hoàng đế. Nếu thứ này rơi vào tay người Nhật sẽ không biết phải làm sao. Ăn cơm xong, lão Ngụy cũng chuẩn bị chỗ ngủ cho hai người, ở đây chỉ dư mỗi một chiếc giường mà thôi. Mới đầu Tạ Tương vẫn ngại không muốn ngủ cùng anh, nhưng cô cũng không thể cứ ngồi mãi như vậy. Cho dù có không muốn thì cũng vẫn phải đi ngủ mà thôi. Thấy cô bị lạnh, Quân Sơn đã nhường chiếc chăn duy nhất cho cô, còn bản thân thì ráng giữ khoảng cách để Tạ Tương không ngại. Suy nghĩ những chuyện vừa qua, không biết anh đã cứu cô biết bao nhiêu lần rồi, không đành lòng để anh bị lạnh vì mình, vậy là hai người vẫn phải ngủ cùng một chiếc chăn. Sáng hôm sau, lão Ngụy cũng đích thân đưa hai người xuống núi. Giữa đường, chú chó của Linh đang lại chạy đi, lão Ngụy nhờ hai người giúp mình trông con gái để mình quay về tìm. Thấy lâu quá ông không quay lại đã khiến mọi người lo lắng. Sau khi nghe thấy tiếng súng, Quân Sơn liền đi kiểm tra. Lúc Tạ Tương chạy tới đã thấy lão Ngụy mất mạng rồi. Linh Đan đến giờ phút này vẫn chưa cảm nhận được nỗi đau, dẫu thế Tạ Tương vẫn cảm thấy vô cùng có lỗi, nếu không phải vì họ thì lão Ngụy đã không chết. Giờ chuyện quan trọng nhất là phải nhanh chóng rời khỏi đây. Quân Nhật không lâu đã đuổi đến tận nơi, hai bên chạm mặt là liền nổ súng. Để bảo vệ an toàn cho hai người, Quân Sơn đã bị trúng đạn, sau đó anh cũng ở lại cầm chân cho Tạ Tương mang cô bé đi. Thấy chạy không thoát, Tạ Tương cũng phải đứng ra đánh lạc hướng, không chạy được bao xa thì cô nàng cũng trúng đạn. Cứ như thế Tạ Tương đã bị bắt tại trận. Quân Sơn sau khi tiêu diệt hết kẻ địch, anh quay về tìm thì không thấy Tạ Tương đâu cả, biết đã có chuyện anh ngay lập tức đuổi theo. Khi này cô nàng đang bị đối phương bắt cóc, Thẩm Quân Sơn đã cố hết sức để có thể nhảy lên nóc xe, sau một lúc chật vật anh đã có thể giết được tên tài xế. Đến giờ phút này họ đã có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, sau đó mọi người cũng cùng nhau rời khỏi đây. Bên này cũng đã đến lúc cử hành hôn lễ của Yến Tranh, mặc dù là ngày vui của chính mình mà mặt anh chả khác nào đưa đám, anh giờ đã là chim trong lồng, muốn chạy cũng chạy không được. Cứ tưởng phải buôn xuôi thì Khúc Mạn Đình lái xe lao vào, cô nàng hùng hồn là một pha cướp Tân Lan chấn động, chớp được thời cơ Yến Tranh cũng bỏ chạy rất nhanh. Sau khi chạy thoát, anh đã cố gọi điện về trường học, nhưng lúc này ai cũng bận không thể bắt máy. Khi có người gọi đến thì Mạn Đình đã giúp anh nhấc máy. Chu Ngạn Lâm đã thông báo chuyện nhóm của Tạ Tương đang mất tích, nếu có thời gian thì anh hãy mau quay về Thuần Viễn. Nghe được câu chuyện nhưng không hiểu sao cô lại không báo với Yến Tranh, hóa ra cô ấy muốn có thêm một ít thời gian cùng với anh. Khi mua đồ cho Mạn Đình, anh lại nhận ra mình quên ví. Quay lại quán ăn thì được nhân viên thông báo về cuộc gọi, anh rất thất vọng khi chuyện quan trọng như thế Mạn Đình lại không báo cho mình. Ở đây Yến Tranh cũng nói thẳng với cô ấy, hôm nay anh rất cảm ơn việc cô đã giúp mình, nhưng nói thật anh đã có người mình thích rồi, mong rằng hai người có thể làm bạn tốt với nhau. Nói xong anh cũng quay đầu rời đi. Trong lúc Mạn Đình thất vọng thì Thẩm Tính Bạch lại xuất hiện, anh luôn như thế âm thầm quan tâm mà không cần hồi đáp, suy cho cùng anh mới là người yêu thương Mạn Đình nhất. Bên này Quân Sơn và Tạ Tương cũng được đưa vào bệnh viện, hôm nay chị Ngọc cũng tranh thủ vào đây thăm bệnh Tạ Tương. Trước khi vào phòng, chị Ngọc đã phát hiện Tạ Tương đang giữ ngọc ấn, vậy là nhân lúc cô nàng không để ý chị ta liền tráo đổi nó, sau đó rời đi mà thần không biết quỷ không hay. Chị Ngọc vừa đi ra thì Lâm Hiển Chi cũng chạy đến, đầu tiên là đến xem tình hình của Quân Sơn như thế nào. Tuy là chủ mưu trong mọi chuyện nhưng cô ta không hề muốn làm Quân Sơn bị thương, chuyện này là ngoài ý muốn và cô không hề hay biết.
lấy lý do ra ngoài mua chút thức ăn cho anh, cô ta liền chạy đến phòng giả vờ như thăm Tạ Tương, sau đó còn cố tình làm đổ nước lên giường của cô nàng, mục đích là để gây náo loạn để cướp đi ngọc ấn. Mọi người đi hết thì Quân Sơn cũng đến hỏi thăm tình hình của Tạ Tương, anh còn cố tình nhắc đến cô em gái song sinh gì đó, có vẻ như anh chàng đang từ từ nhận ra mọi việc thì phải. Hai người đang nói chuyện thì Yến Tranh cũng vội vã chạy vào, anh thật sự rất lo lắng khi thấy cô bị thương như thế, đã vậy mà lúc cô cần người bên cạnh lại là Quân Sơn chứ không phải anh. Nếu nói Yến Tranh không buồn thì tức là nói dối, nhưng cô cũng không hề trách gì anh cả. Không chỉ thế, Tạ Tương còn lo lắng khi anh dám đào hôn, thân thế của bên nhà gái cũng có thể gọi là một thế lực, biết cô nàng quan tâm mình cũng làm anh được an ủi phần nào. Lát sau Tạ Tương mới phát hiện ngọc ấn đã biến mất, chị Ngọc đã mang thứ đó đến giao cho Bối Lạc gia, nhưng Tạ Tương không hề nghi ngờ chị ấy. Sau khi chị ấy rời đi, cô nàng vẫn còn thấy thứ đó, ba người Quân Sơn, Yến Tranh và Tiểu Quân cũng không thể lấy nó, vậy người duy nhất còn lại chỉ có thể là Lâm Hiển Chi mà thôi. Cô ta đang cầm ngọc ấn giả đi giao cho khách hàng, đối phương biết mình bị lừa thì rất tức giận, Hiển Chi không cần nghĩ cũng biết hàng thật giờ đang ở đâu, để lấy lại nó cô ta quyết định sẽ trở mặt với cả Bối Lạc gia. Tối đó Tạ Tương có vô tình hỏi Yến Tranh về chuyện này, anh nghe thế thì vô cùng thất vọng, thật không ngờ đến cả cô cũng không tin tưởng anh, thế giới quan của anh chàng như sụp đổ trước mặt. Hôm sau Tạ Tương lại tìm đến chỗ của Quân Sơn và Hiển Chi, cô nàng thăm dò xem đối phương là người như thế nào, thông qua quan sát Tạ Tương đã nghi ngờ Hiển Chi có từng luyện kiếm. Những vết chai trên tay đã bán đứng cô ta rồi, nhưng chưa có bằng chứng Tạ Tương không thể bứt dây động rừng. Khi ra ngoài Tạ Tương lại lần nữa thử lòng, cô nàng giả vừa đánh rơi bình nước để xem phản ứng của Hiển Chi, giờ thì có thể chắc chắn thân thủ của cô gái này không tầm thường. Tạ Tương bắt đầu nghi ngờ và để mắt tới Hiển Chi nhiều hơn. Sau nhiều ngày cuối cùng Tạ Tương cũng được xuất viện, vừa ra ngoài Lâm Hiển Chi đã đợi sẵn, cô ấy đề nghị sẽ đưa mọi người về trường học, chỉ có Tạ Tương biết mục đích của đối phương là gì. Hai bên hiện giờ vẫn đang rất nghi ngờ lẫn nhau. Chỉ cần người nào lộ ra điểm yếu thì sẽ phải thua trong cuộc chiến này. Vừa về đến trường, Tạ Tương liền mượn xe của Kỳ Cẩn chạy theo thì thấy Hiển Chi lại đi thẳng vào thương hội Nhật Bản, điều này đã bị Tạ Tương phát hiện được. Bên kia Thẩm Tính Bạch cũng có việc cần nhờ đến Quân Sơn, sắp tới Dinh Vương phủ có mở tiệc mừng thọ cho Đại Phúc Tấn, Tính Bạch muốn nhờ em trai đến tham dự giúp mình. Những năm nay Bối Lạc gia lúc nào cũng muốn khôi phục lại hoàng triều, nhưng với tình hình hiện giờ nhà họ Thẩm không nên liên quan đến chuyện này. Về lại trường học, Yến Tranh vẫn đang cố bắt chuyện với Tạ Tương, nhưng mà cái cách nói chuyện của anh chỉ làm Tạ Tương càng thêm chán ghét. Thấy cô với Quân Sơn ngày càng thân thiết cứ làm Yến Tranh phải nổi cơn ghen. Đối với Quân Sơn thì Tạ Tương rất thân thiện, vậy mà khi nói chuyện với anh cô luôn lạnh lùng. Dẫu Tạ Tương không quan tâm nhưng Yến Tranh lại rất để ý tới chuyện này. Buồn bã, anh lại chạy tới quán của chị Ngọc uống thật say. Thấy anh quậy phá lão nhất đành phải cố gắng trấn an, sau đó còn cố gắng bày cách cho anh tán tỉnh Tạ Tương. Nếu đối phương không thích mình thì hãy biến thành người mà đối phương thích. Nghe vậy anh liền nảy lên một ý tưởng táo bạo. Ngày hôm sau anh liền biến thành bộ dạng lạnh lùng của Quân Sơn, mà không biết có giống không, chỉ thấy anh ngáo ngáo kiểu gì, ngay cả Tạ Tương cũng không hiểu anh bị làm sao nữa. Không dừng lại ở đó, mọi thời gian trong ngày Yến Tranh đều làm theo từng hành động của Quân Sơn, ăn cơm cũng phải bắt chước y hệt thì mới chịu, cho dù bản thân có bị dị ứng thì vẫn ăn. Quân Sơn cảm thấy rất phiền nhưng không thể làm gì hơn, cái nét đáng ghét này của Yến Tranh cũng đâu phải ngày một ngày hai, cho đến khi mặt phát ban vì dị ứng thì Yến Tranh mới kịp nhận ra. Tối đến Tạ Tương nhìn thấy anh mới cảm thấy hả dạ, nhưng dù sao cô cũng biết anh làm điều này là vì mình, vậy nên cũng xuống nước xin lỗi anh. Yến Tranh được nước lấn tới bắt cô không được có tình cảm với Quân Sơn, Tạ Tương vô cùng bất lực, cãi nhau với anh chi bằng cô tự mình cãi với bức tường còn hay hơn. Thấy anh tội nghiệp, cô sẽ chiều lòng anh ngày hôm nay. Yến Tranh cảm thấy bị như này mà lấy được lòng Tạ Tương thật xứng đáng. Hôm nay Tạ Tương lại lần nữa đến mượn xe của Kỳ Cẩn, vẫn như lần trước là đi theo dõi người của Hiển Chi. Đi được một hồi chúng lại dắt cô ra sau hậu viện nhà Thẩm Quân Sơn. Anh cũng đang trên đường đến dự tiệc ở Dinh Vương phủ, hóa ra đám người kia cũng đang theo dõi Quân Sơn. Giữa đường xe của Quân Sơn đã bị chặn đầu, vừa bước xuống xe đã bị Đàm Nguyên Nhất Lan đánh úp. Tạ Tương cũng nhanh chóng có mặt để yểm trợ, nhờ phối hợp ăn ý mà mọi người đã an toàn rút lui. Mục đích của việc này là để Quân Sơn không thể đến dự tiệc, nếu anh có mặt ở đây thì Lâm Hiển Chi không thể xuất hiện. Cô ấy vác theo một chiếc quan tài đến mừng thọ, trước kia khi còn thân phận công chúa Thiên Triều, Đại Phúc Tấn đã chèn ép khiến mẹ Hiển Chi phải chết, mối thù này cô có chết cũng sẽ không bỏ qua. Hiện giờ cô là đại diện của thương hội Nhật Bản, đã đến lúc cô trả lại hết những gì khi xưa mình phải chịu đựng. Tới giây phút này Bối Lạc gia cũng không thể nhịn được nữa, anh biết thế nào cũng có ngày hôm nay, chỉ không thể tin là cô lại thay đổi đến thế. Hiển Chi giờ đã không còn là cô em gái bé nhỏ ngày nào nữa rồi, Hiển Chi không có rãnh hơi mà chạy đến phá như thế, cô ta chỉ đang câu giờ cho thuộc hạ hành động mà thôi. Họ âm thầm một đường tấn công vào, cảnh võ sĩ Nhật Bản giết người đã bị Mạn Đình nhìn thấy, cô vừa hay được mời đến đây để biểu diễn, cũng may là đối phương đã trộm đi được ngọc tỷ. Chứ nếu mà để họ phát hiện ra Mạn Đình thì cô ấy cũng sẽ gặp nguy hiểm. Khi ra ngoài, Mạn Đình còn vô tình nghe được một chuyện, đối phương có nhắc về cái tên Hiển Chi tiểu thư, thế nhưng lúc này cô nàng vẫn chưa biết Lâm Hiển Chi là ai. Quay về, Hiển Chi liền trách tội tên Đàm Nguyên Nhất Lan,
cô ta chỉ bảo hắn đến cầm chân Quân Sơn, vậy mà hắn ta lại âm mưu trừ khử luôn cả anh chàng. Đàm Nguyên Nhất Lan thấy Quân Sơn đã giết không ít người của họ, và lần nào cũng phá đám làm kế hoạch thất bại, hắn ta không muốn vì Quân Sơn mà Hiển Chi quên đi mục đích thật sự của mình. Còn ở Dinh Vương Phủ Hoàng, A Mã vẫn đang nghĩ về Hiển Chi, năm xưa ông đã nhận nuôi cô ấy, nhưng điều đó lại làm vợ ông không thích, nên mới đối xử không tốt với mẹ con Hiển Chi, ông cũng cảm thấy bản thân có lỗi khi biến cô thành con người như ngày hôm nay. Ngày hôm sau Mạn Đình đã chạy tới trường Liệt Hỏa, cô muốn thuê một học viên để đi theo bảo vệ mình, Lão Quách vừa nhìn đã nhận ra bóng dáng quen thuộc, hóa ra Mạn Đình vậy mà lại là con ruột của Bùi Niệm Thanh, từ khuôn mặt của cô lại nhắc ông tới bóng dáng quen thuộc của người mình thương, vậy nên chỉ cần Mạn Đình yêu cầu ông chắc chắn đồng ý, cô ấy vậy mà lại chỉ định người bảo vệ là Tạ Tương. Lúc này Tạ Tương vẫn chưa hay biết gì, cô nàng còn đang ăn cơm cùng với Quân Sơn. Tạ Tương cũng cho hay những gì mình điều tra được, rất có khả năng Ngọc Tỷ là do Hiển Chi lấy trộm, Tạ Tương đã từng thấy cô ta có qua lại với thương hội Nhật Bản. Quân Sơn nghe đến đây đã cảm thấy không vui, anh không tin Hiển Chi lại là người như thế, với lại nếu Hiển Chi có thật sự là chủ mưu, anh cũng sẽ không tin cô ấy đã cho người đến ám sát mình. Tạ Tương thấy anh không tin cũng không muốn nói nữa, trong khi hai người đang cãi nhau thì Yến Tranh vẫn hiểu nhầm, anh cứ tưởng đôi kia đang nói chuyện yêu đương với nhau. Tạ Tương vừa đi anh lại chạy đến kiếm chuyện với Quân Sơn, lần này Yến Tranh đã không kiêu căng, anh trực tiếp năng nỉ Quân Sơn đừng tiếp cận Tạ Tương nữa, bởi vì Yến Tranh có tình cảm với cô ấy. Nghe đến đây Quân Sơn cũng bất lực không biết nói gì. Lúc này Tạ Tương cũng được gọi lên văn phòng, sau khi biết được yêu cầu của Mạn Đình cô nàng liền muốn từ chối, nhưng chuyện đã quyết rồi thì làm sao từ chối được, không chỉ mình trưởng quan Quách mà Lão Lư cũng như thế, biết được Mạn Đình gặp nguy hiểm ông ta còn sốt ruột hơn, xém tí nữa là Lão Lư đã kéo cả trường đi ăn thua đủ với đối phương rồi. Kẹt ở giữa Tạ Tương không hiểu gì nhưng vẫn phải làm theo. Khi quay lại ký túc thì đã thấy Lâm Hiển Chi ở đây, vừa nghe Tạ Tương gọi tên Mạn Đình mới kịp nhận ra, hóa ra Hiển Chi tiểu thư mà người Nhật nhắc tới đang đứng trước mặt mình. Sau đó Mạn Đình cũng kể lại chuyện này với Tạ Tương, đứng trên lầu cô ta đã nghe hết được đoạn đối thoại này. Vừa quay về Hiển Chi liền lệnh cho Đàm Nguyên Nhất Lan đi làm việc, hai cô nàng lúc này vẫn còn chưa biết nguy hiểm. Mạn Đình đã lôi Tạ Tương đến sân tập ngựa của nhà họ Thẩm, ở đây cô nàng còn gặp lại được em gái của Yến Tranh. Từ sau khi được cứu Kỳ Kỳ vẫn muốn tìm gặp để cảm ơn Tạ Tương, trong khi mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì nguy hiểm ập đến. Đàm Nguyên Nhất Lan đã dẫn người đến đây tấn công, may mà Tạ Tương phản ứng nhanh, nếu không thì chắc hẳn mọi người đã phải bỏ mạng tại đây rồi. Thấy đánh không lại Đàm Nguyên Nhất Lan cũng phải rút lui. Tạ Tương muốn về để thông báo chuyện này cho Quân Sơn, không ngờ Lâm Hiển Chi đã nhanh hơn một bước, cô đến và yêu cầu được nói chuyện riêng với anh. Tạ Tương chạy về thì mới biết đã muộn, cô nhanh chóng mượn xe của Mạn Đình để đuổi theo. Hiển Chi cũng thú thật mọi chuyện với anh. Ngày trước cô từng là con nuôi ở Vương Phủ, cứ tưởng những ngày tháng tốt đẹp sẽ trôi qua như thế, thật không ngờ Đại Phúc Tấn lại không thích mẹ con của cô, bà ta liên tục chèn ép mẹ của Hiển Chi, còn cô thì bị đuổi ra khỏi nhà và lưu lạc khắp nơi, sau đó cô cũng được một người Nhật Bản nhận nuôi, lúc quay về thì biết mẹ cô đã bị ép đến chết. Nghe hết câu chuyện Quân Sơn cũng hiểu cho nỗi khổ của Hiển Chi, từ phía sau Tạ Tương vô tình trông thấy hết cảnh tượng này. Sau khi quay về anh cũng nói rõ mọi chuyện với Tạ Tương, anh cho hay Hiển Chi có nỗi khổ riêng của mình. Cô ấy chỉ muốn trả thù chứ không phải kẻ bán nước. Nói đến vậy rồi Tạ Tương cũng không thể làm gì được, chỉ có cô mới biết được bộ mặt thật của Hiển Chi. Lần này hai người đã chính thức đối đầu với nhau. Tối đó Tạ Tương vẫn phải đến quán rượu bảo vệ Mạn Đình, ai đó đã lén bỏ thuốc vào rượu của cô nàng. May mà Tiểu Quân đã ngăn Tạ Tương không uống rượu, chiếc ly đó cũng được tặng cho một khách hàng khác. Tên hung thủ thấy không đạt được mục đích, vậy là quyết định rút súng tấn công Mạn Đình trước. Lại lần nữa Tạ Tương nhanh tay đánh đuổi được hắn ta. Lão Quách vì bảo vệ Mạn Đình mà cũng trúng đạn, cũng may là không ai phải gặp nguy hiểm đến tính mạng. Lần nào cũng thất bại đã làm Hiển Chi rất thất vọng. Cô muốn đuổi Đàm Nguyên Nhất Lan trở về Nhật Bản, thế nhưng hắn ta đã xin cho mình cơ hội cuối cùng. Lần này nếu không được thì hắn sẽ tự trả giá bằng tính mạng. Hiển Chi nghe vậy cũng cho hắn một cơ hội. Sau đó Bối Lạc Gia cũng hẹn gặp cô ta. Anh muốn xin lại ngọc ấn trong tay của Hiển Chi. Đây dù sao cũng là đồ của tổ tiên để lại. Nhưng giờ Hiển Chi đã không còn xem mình là người Trung Quốc nữa rồi. Từ lúc bị đuổi ra khỏi nhà thì Dinh Vương Phủ đã không còn là nhà của cô nữa. Nếu muốn lấy lại món đồ đó cô vẫn sẽ cho anh một cơ hội, sắp tới nó sẽ được bán đấu giá, nếu muốn thì cứ bỏ tiền ra mà mua. Còn ở trường Yến Tranh và Quản Tùng đang xin để được theo bảo vệ Mạn Đình, hai anh chàng đưa ra cái lý do cũng có thể gọi là hợp lý, thế nhưng Lão Quách lại không tin tưởng hai anh chàng này, vậy là gọi thêm Quân Sơn cho đủ quân số, bốn con người cứ như thế mà được tập hợp lại. Mạn Đình khá bất ngờ khi thấy lực lượng bảo vệ hùng hậu như thế, dàn vệ sĩ này cứ phải gọi là chất lượng, đi trên phố mà ai cũng phải ngước nhìn bọn họ. Vừa về đến khách sạn đã có người mời Mạn Đình đến buổi đấu giá. Tạ Tương vừa nhìn đã nhận ra vấn đề từ buổi đấu giá này. Vậy là tối đó mọi người liền kéo đến quảng trường. Tất cả những nhân vật lớn hôm nay đều có mặt. Đầu tiên là phía Hoàng gia Dinh Vương Phủ. Chị Ngọc và đàn em cũng không thể bỏ qua chuyện này. Nhóm của chúng ta cũng bắt đầu chia ra để hành động. Không may Hiển Chi đã nhìn thấy sự xuất hiện của Mạn Đình.
cô ta ngay lập tức hạ lệnh cho Đàm Nguyên Nhất Lan làm việc. Mạn Đình xuất hiện tức là Tạ Tương cũng ở đây, cô ta hạ lệnh gặp thì phải thủ tiêu Tạ Tương ngay. Nhóm ra tay đầu tiên là của chị Ngọc, họ âm thầm đánh ngất bảo vệ để đóng giả thành người ở đây, sau đó cũng quay lại lấy chìa khóa từ tay chị Ngọc. Yến Tranh và Quản Tùng vô tình phát hiện anh bảo vệ, hai người giả vờ đến cứu người để moi thông tin, đạt được mục đích lại lần nữa đánh ngất anh chàng tội nghiệp kia. Có được thông tin, hai anh chàng lập tức hành động. Bên ngoài người của Dinh Vương phủ cũng đã chuẩn bị xong, họ một đường đánh thẳng vào trong, đi đến đâu họ lấy mạng bảo vệ tới đó. Vừa vào được nhà kho, họ đã dính vào cái bẫy của Đàm Nguyên Nhất Lan. Ở đây chỉ có Quản Tùng là may mắn, anh ấy vậy mà lại đi vào được kho thật, với món hàng trong tay anh còn biết uy hiếp cả bảo vệ. Đèn vừa tắt thì tiếng súng cũng nổ ra, hiển chi nhận ra có gì không đúng nên liền đi kiểm tra. Bên này Quản Tùng cũng mang được vật báu ra ngoài, hai bên đang dè chừng lẫn nhau thì hiển chi đã chạm mặt Quân Sơn, cả hai đã lôi nhau ra ngoài để bảo vệ bí mật sau lưng. Tạ Tương và Quản Tùng cũng bắt đầu chia nhau ra rời đi. Thật không ngờ tên Đàm Nguyên Nhất Lan thế mà vẫn chưa chết, dẫu đã bị thương nhưng vừa ra ngoài thì liền chạm mặt Tạ Tương. Vừa nhìn thấy hai bên vội nổ súng về phía đối phương, thấy không đấu lại Tạ Tương đành phải bỏ chạy. May mà hắn ta bị thương nên không thể đuổi kịp, Yến Tranh cũng xuất hiện cứu lấy cô nàng. Trong thời khắc này anh vẫn lợi dụng được ở gần cô. Giờ chuyện quan trọng nhất là làm sao để rời khỏi đây. Bên ngoài mọi người vẫn đang bị lục xét trước khi rời đi, muốn mang đồ ra không phải chuyện dễ. Không thể ra đường lớn thì chỉ còn cách trèo ra ngoài thôi. Cái trò leo cửa sổ bỏ trốn này đâu còn lạ gì với Yến Tranh. Ngay khi ra ngoài, Yến Tranh cũng vội lôi Mạn Đình rời đi. Cảnh này vô tình lại bị chị Ngọc trông thấy. Bên còn lại, tên Đàm Nguyên Nhất Lan cũng biết được ai đang giữ Ngọc Ấn, giờ chỉ cần cho người ám sát và lấy lại hàng là được. Thế nhưng khi nghe thấy có cả Quân Sơn, hiển chi lại không đồng ý. Dẫu thế hắn ta vẫn tự ý kéo người đến tấn công, cả trong lẫn ngoài khách sạn đều bị người của hắn ta bao vây, với sức của mấy người thì khó lòng mà thoát được. Chỉ không ngờ là hiển chi vậy mà lại chủ động đến đây. Thấy cô ta thì đương nhiên Đàm Nguyên Nhất Lan không dám tấn công nữa, nhờ có vậy mà mọi người mới có thể thoát được. Cô ta đưa mọi người đến nơi an toàn rồi mới nói chuyện riêng với Quân Sơn, nhưng thật không ngờ trong phòng lại có mai phục. Đi được một lúc thì Quân Sơn cũng nhận ra, thông qua thái độ anh đã biết hiển chi có liên quan tới chuyện này, thế là anh tức tốc quay về để tìm mọi người. May mà chạy đến nơi Tạ Tương đã đợi sẵn, hóa ra lúc nãy chính chị Ngọc đã đến cứu mọi người, cô biết anh sẽ quay lại nên mới đứng đây đợi. Trở về thương hội Nhật Bản thì Đàm Nguyên Nhất Lan cũng bị bắt, hiển chi không thể tha thứ cho việc hắn 5 lần 7 lượt muốn sát hại Quân Sơn. Không nói nhiều, hiển chi liền một phát bắn chết hắn ta, sau đó cô ta còn bắt cóc cả Đại Phúc Tấn. Hoàng A Mã đã đến cầu xin hiển chi buông tha cho bà ấy, ông tự nhận phần lỗi về mình, nếu có chuyện gì thì hãy để ông một mình gánh chịu. Thấy ông tội nghiệp, cô ta cũng cho một cơ hội, nếu ông có thể bắn xuyên hồng tâm của tấm bia thì cô sẽ thả người. Ông ta nghe vậy cũng gấp rút làm theo, dẫu đã già nhưng khả năng chiến đấu của Hoàng A Mã vẫn còn đó. Chỉ với vài lượt bắn, ông đã có thể làm mũi tên xuyên qua tấm bia. Không thể ngờ được đây lại là cái bẫy của hiển chi, chính Hoàng A Mã lại là người ra tay lấy mạng vợ mình. Khi ông phát hiện ra được thì mọi thứ đã trễ rồi, Bối Lạc Gia chạy đến cũng chứng kiến hết toàn bộ chuyện này. Nhóm của chúng ta khi này cũng đem mọi thứ về giao cho Lão Quách, lần này Quan Tùng còn mạnh dạn xin một món trang sức trong đó, thấy nó cũng không quá giá trị, Lão Quách cũng đồng ý. Anh ta vậy mà lại lập tức chạy đến trường tìm Tạ Tương, Tiểu Quân có hỏi thì Quan Tùng nhất quyết không nói ra ý định của mình, anh ta hứa ngày mai sẽ lại tới cho đến khi nào gặp được Tạ Tương mới thôi. Tối đó mọi người cùng nhau đi ăn uống chúc mừng, chuyện vui vậy mà Quân Sơn lại không uống một giọt rượu nào. Thấy vậy Yến Tranh lại bắt đầu cà khịa, hai anh chàng này một ngày không hơn thua là không chịu nổi. Yến Tranh nói chuyện càng lúc càng quá đáng, không nhịn được nữa Quân Sơn cũng đáp trả, hôm nay hai người phải có người gục ở đây thì mới được. Kết quả không ngờ Quân Sơn lại gục ngay ly đầu tiên mới đau, vậy là anh ta không biết uống rượu thật. Sau khi đưa anh ấy về Tạ Tương mới biết là Quân Sơn dị ứng với rượu, chỉ cần uống một chút thôi cũng sẽ rơi vào trạng thái này. Thấy anh như vậy, cô nàng cũng ở lại chăm sóc anh cả đêm, khi anh tỉnh lại đã thấy cô ngủ gục bên cạnh giường của mình rồi. Nhìn thấy cô như vậy, anh thật sự không biết phải đối mặt như thế nào. Quân Sơn cứ sợ rằng mình lại có tình cảm với con trai, thế là những ngày sau đó anh luôn cố tránh mặt cô nàng. Để không chạm mặt Tạ Tương, Quân Sơn còn xin nghỉ phép. Cô nàng thật sự không hiểu anh đang có chuyện gì đây. Anh vừa về nhà thì nhận được tin từ anh trai, Nhất Điền Tú Hạnh vừa từ Nhật đến đây. Ông ta mới là chủ thật sự của thương hội Nhật Bản. Vừa tới ông ta đã gửi thiệp mời muốn gặp mặt nhà họ Thẩm. Thẩm Tính Bạch cũng không tiện từ chối được. Ông ta có quen biết với Thẩm Tính Bạch từ trước, lần này hẹn gặp chủ yếu là để hỏi thăm, kèm theo đó là giới thiệu con gái của mình cho anh. Đúng lúc đó thì Quân Sơn cũng đi đến. Anh nhìn thấy Hiển Chi thì không khỏi đau lòng. Thật không ngờ cô lại là con nuôi của Nhất Điền Tú Hạnh. Vậy là từ trước đến nay cô vẫn luôn lừa anh. Quá tức giận, Quân Sơn liền tìm cớ rời đi. Hiển Chi đã cố gắng giải thích nhưng giờ nói gì cũng bằng không. Sau lưng anh, cô đã hại chết quá nhiều người. Ngay cả anh cũng không ít lần bị người của cô ám sát. Anh làm sao có thể vui vẻ làm bạn của cô được nữa. Dù cô có nỗi khổ gì, nhưng giờ họ đã là người của hai đất nước đối địch. Số phận đã bắt họ thành kẻ địch của nhau rồi. Quay về trường Liệt Hỏa, Tiểu Quân đang cố gắng thông báo cho Tạ Tương chuyện của Quản Tùng.
cô mà không xuất hiện thì anh ấy sẽ không bỏ cuộc đâu. Không còn cách nào, cô nàng cũng đành phải chạy đến đó. Hóa ra Quản Tùng chỉ muốn tặng chiếc kẹp lần trước cho cô. Anh chàng thật sự mang lòng thích Tạ Tương nhà mình rồi. Ngày hôm sau anh lại lần nữa báo với Tạ Tương là muốn hẹn em gái cô. Nói xong liền chạy đi tìm. Cô nàng nghe vậy cũng phải nhanh chóng hành động, lại còn phải giả vờ như tình cờ gặp anh. Quản Tùng vừa tìm được hai vé xem kịch, thế nên anh muốn hẹn cô cùng đi xem. Nhận được lời đồng ý của cô nàng làm anh vui ra mặt. Lúc họ đến nơi thì lại thấy nữ chính bị thương. Vô tình sao nhóm kịch này lại có quen với Tạ Tương. Họ là bạn trước kia của Tạ Lực Thần. Tạ Tương cũng từng là thành viên khi còn ở Bắc Kinh. Hiện giờ thiếu người thế là vội lôi cô nàng vào diễn luôn. Cái tạo hình này của cô nàng thật sự rất đẹp. Khi cô đang biểu diễn thì Quân Sơn cũng vừa hay có mặt. Vừa nhìn anh đã nhận ra bóng dáng quen thuộc. Buổi diễn vừa kết thúc anh liền lập tức chạy đi tìm cô nàng. Cũng may là cô nàng kịp thời trốn đi thì mới thoát nạn. Quân Sơn có hỏi thì biết được cô gái lúc nãy là em gái của Tạ Lực Thần. Mới đầu anh còn tin rằng đây là sự thật, vậy nên cũng bỏ đi mà không hỏi gì thêm. Ra ngoài, Quản Tùng lại nhìn thấy em trai mình bị đuổi đánh. Anh thấy vậy thì liền chạy đến cứu giúp. Hỏi ra mới biết cậu bé đi dán biểu ngữ phản đối hiệp ước mới, vì vậy mới bị cảnh sát đuổi đánh như thế. Biết rằng đây là một việc yêu nước nhưng nó cũng rất nguy hiểm. Đây không phải là chuyện mà một đứa trẻ có thể làm. Dặn dò xong, Tạ Tương còn gửi cho cậu bé một ít tiền để ăn cơm. Xong việc, Quản Tùng cũng đích thân đưa cô nàng về trường. Vừa đến nơi thì Yến Tranh lại chạy tới. Cuộc sống của anh mà một ngày không cả khi ai là chết liền. Dẫu thế nhưng trước mặt Quản Tùng, Tạ Tương cũng không thể tức giận. Trước khi đi anh còn cố tình dặn dò Quản Tùng hãy về sớm, chứ để muộn là ký túc xá sẽ đóng cửa mất. Ai mà không biết câu nói này là cố tình nói cho Tạ Tương nghe. Nói là thế nhưng tối đó anh vẫn ở trấn chờ đợi cô nàng. Giờ này đã không còn xe nữa nên anh mới chờ cô ở đây. Tạ Tương dù có không muốn anh cũng ép cô phải về cùng mình. Ngày hôm sau Mạn Đình lại đến tìm Yến Tranh. Trùng hợp hôm nay là sinh nhật của hai người. Cô mời anh tối nay đến nhà hàng cùng tổ chức sinh nhật. Ngày cô sinh ra cũng là ngày gì nhỏ chết, thế nên từ bé đến giờ cô chưa từng có sinh nhật. Yến Tranh cứ tưởng cô nói dối nên không muốn đi. Người anh muốn gặp hôm nay chỉ có mình Tạ Tương. Anh lấy bí mật ra uy hiếp cô phải có mặt. Sau đó còn cất công chuẩn bị mọi thứ cho ngày hôm nay. Anh đã biến sân thượng thành một sân chơi cho hai người. Ở đây cả hai đã chơi cùng nhau rất vui vẻ. Đây có vẻ là ngày sinh nhật hạnh phúc nhất với anh. Đang chơi thì Tạ Tương nhớ ra điều gì đó mà bỏ đi. Cô có chuyện muốn thông báo cho Quân Sơn. Đó là việc Hiển Chi đã chính thức công bố thân phận thật. Điều này anh đã biết rồi nên không có gì bất ngờ. Tạ Tương không hiểu sao anh lại lạnh nhạt với mình như thế. Hôm nay không chỉ mình cô buồn mà vẫn còn người khác. Từ lúc cô đi, Yến Tranh cứ như người vô hồn. Anh vẫn chưa kịp nói với cô hôm nay là sinh nhật mình, thế mà cô lại đi tìm người đàn ông khác làm anh rất đau lòng. Ở nhà hàng, Mạn Đình vẫn còn đợi anh xuất hiện. Thật không ngờ buổi tiệc sinh nhật đầu tiên trong đời cô lại như thế này. Cuối cùng thì Mạn Đình cũng chỉ có thể tự chúc mừng bản thân trong nước mắt. Khi ra ngoài thì Lão Quách đã đợi ở đây từ sớm. Ngày Mạn Đình chào đời ông cũng có mặt. Thế thì làm sao mà không biết ngày sinh nhật của cô cho được. Làm sao ông có thể đành lòng để Mạn Đình cô đơn ngày hôm nay. Được Lão Quách quan tâm như thế cũng làm cô nàng được an ủi phần nào. Tạ Tương sau khi về ký túc xá cũng biết được mọi việc. Thấy bản thân có lỗi, cô ngay lập tức tìm anh chàng. Đã khuya rồi nên Tạ Tương chỉ có thể chúc mừng sinh nhật anh bằng một cây nến. Mặc dù vẫn tỏ ra giận dỗi nhưng mà trong lòng anh vui lắm rồi. Đã thế mà còn có ý định đòi quà của cô nàng nữa. Giờ này thì lấy đâu ra quà cho anh. Không lẽ cô phải lấy cúc áo cho anh à? Nói chơi thế thôi mà sáng hôm sau cúc áo cô nàng mất thật. Hôm nay tâm trạng của Yến Tranh lại không tốt. Hóa ra bố anh ấy đang gặp khó khăn vì chuyện hiệp ước. Mọi người đang đồn rằng ông là kẻ bán nước. Đang nói chuyện thì có người đến thông báo em trai Quản Tùng gặp nạn. Tối đến khi anh quay trở lại thì hình như Quản Tùng có tâm sự. Thế nhưng Tạ Tương có hỏi gì thì anh cũng không chịu nói. Hôm nay Nhất Điền Tú Hạnh đang muốn trừ khử Quân Sơn. Anh ấy trước giờ đã không ít lần làm hỏng kế hoạch của họ. Hiển Chi đã đứng ra xin cho anh nhưng vẫn không được. Mặc dù là con nuôi nhưng cô không hề có tiếng nói gì cả. Không nhịn được nữa, Hiển Chi đã đưa ra quyết định của mình. Suốt nhiều năm nay cô luôn làm theo lời căn dặn của ông. Đã đến lúc cô tự sống cuộc sống của mình rồi. Khi có người phát hiện thì Nhất Điền Tú Hạnh đã mất mạng. Từ bây giờ Hiển Chi mới chính là người cai quản nơi này. Nhưng thật không ngờ ông ta đã hạ lệnh từ trước. Đang có rất nhiều sát thủ đến để ám sát Thẩm Quân Sơn. Mặc dù khả năng chiến đấu của anh không thể xem thường, nhưng mà một mình đấu với nhiều người thế vẫn hơi quá sức. Cộng với đó đối phương còn được trang bị vũ khí, có cố gắng đến mấy anh cũng không tránh khỏi việc bị thương. Lúc anh hạ được hết bọn kia thì Quân Sơn cũng đổ gục. Tạ Tương đi ngang vô tình trông thấy cảnh này. Cô nàng một thân một mình đi thẳng vào thương hội Nhật Bản, không sợ hãi Tạ Tương nổ súng làm loạn cả nơi này. Mục đích là bắt Hiển Chi phải xuất đầu lộ diện. Tạ Tương biết Hiển Chi sẽ không làm hại Quân Sơn, nhưng giờ ở Thuận Viễn không còn bác sĩ giỏi, chỉ có thể nhờ Hiển Chi giúp đỡ. Nghe thấy anh đang gặp nguy hiểm, cô ta cũng rất lo lắng, thế là nhanh chóng điều bác sĩ phẫu thuật đến. Dù còn nghi ngờ nhưng đây là cách cuối cùng để cứu Quân Sơn rồi. Cũng may mà Quân Sơn đã có thể qua được cơn nguy hiểm. Sau khi nhìn thấy anh, Hiển Chi cũng đau lòng bỏ đi. Lần này Tạ Tương cũng thật lòng cảm ơn cô ta, nhưng chỉ ngày hôm nay mà thôi. Những chuyện ác của cô ta Tạ Tương không thể bỏ qua được. Sẽ có một ngày họ phải đối đầu với nhau mà thôi. Hôm sau đã có người đến trường gọi Yến Tranh về. Đàm phán không được thuận lợi làm bố anh rất đau đầu.
Trước giờ chỉ có kẻ yếu bị bắt nạt, ở đâu ra mà đàm phán kia chứ? Thấy bố vì chuyện này mà lao lực cũng làm anh đau lòng. Ngày thường anh có ham chơi nhưng giờ cũng đã đến lúc trưởng thành rồi, Yến Tranh không thể cứ là gánh nặng mãi được. Sau đó anh cũng đến tìm Tạ Tương, không còn trạng thái vui vẻ hàng ngày. Anh đến đây để tạm biệt Tạ Tương, giờ anh phải cùng gia đình chuyển tới Bắc Kinh, không có mình anh sợ Tạ Tương sẽ bị bắt nạt, thế nên Yến Tranh muốn cô hãy chuyển tới phòng của Quân Sơn, anh ta sẽ có thể bảo vệ cho cô. Nói xong thì anh cũng buồn bã rời đi, ngày thường thì cãi nhau, thế mà khi thấy anh đi Tạ Tương vẫn rất đau lòng. Cùng lúc đó Quan Tùng đang vào ngục thăm em trai, cậu bé lại bị lừa vào hội cách mạng nên bị bắt, giờ muốn cứu Tiểu Hắc ra phải cần rất nhiều tiền. Đang buồn bã không biết làm sao thì anh đã nhìn thấy hy vọng, đó là một nhà thi đấu võ thuật ngầm ở Thuận Viễn, Quan Tùng chắc là sẽ đăng ký thi đấu. Hôm nay có rất nhiều người ra biểu tình, hiệp ước đã được thông qua làm mọi người rất bất mãn, ai cũng cho rằng bố của Yến Tranh là kẻ bán nước, giờ thì Tạ Tương đã hiểu tại sao hôm qua anh chàng lại có hành động như thế, về đến trường lại có rất nhiều bạn học đến phòng cô, họ đều không muốn ở đây có bất kỳ đồ vật nào của kẻ bán nước, họ muốn đốt hết những thứ có liên quan đến Yến Tranh, Tạ Tương thấy thế đã đứng ra ngăn cản. Không ngờ bọn người kia vậy mà lại kiếm chuyện với cả cô nàng. Đúng lúc đó Yến Tranh đã quay trở lại, dám động tới người phụ nữ của anh thì không được rồi. Bọn kia thấy anh tức giận cũng chỉ có thể bỏ đi. Về đến phòng anh liền mắng cho cô một trận, tại sao phải nguy hiểm vì mấy thứ vô dụng này. Nhưng thật ra thứ cô nàng muốn giữ lại là tấm ảnh của anh, đó là tấm ảnh duy nhất của anh và mẹ. Thế nhưng giờ nó đã không còn quan trọng, với anh thì sự an toàn của cô mới là quan trọng nhất. Ngay tại đây anh cũng bày tỏ với Tạ Tương, anh đã bỏ đi một lần, giờ đã quay lại thì không còn ai có thể ngăn cản anh và cô nữa. Tạ Tương cũng rất cảm động khi nghe được những lời này. Những ngày sau đó anh càng thể hiện tình cảm quá đáng hơn, vừa mới mở mắt cô nàng đã nhận không ít lời ghi chú của Yến Tranh, nó xến xúa đến nỗi làm con người ta buồn nôn. Ngay cả trong bữa ăn Tạ Tương cũng không được yên, mọi nhất cử nhất động của cô đều được anh chăm sóc hết, Tạ Tương ngại chả biết phải dúi mặt vào đâu. Mọi ánh mắt ở đây đều chú ý đến hành động của hai người, tại sao ở giữa trường quân đội lại có hai người đàn ông tán tỉnh nhau thế này, trước mặt mọi người vậy mà anh còn bón đồ ăn cho cô nữa, nhìn mấy cảnh mù mắt này làm bạn học không thể chịu nổi. Ở một nơi nào đó Thẩm Tính Bạch đã tìm tới chỗ Mạn Đình, anh vẫn còn nhớ ngày đầu tiên mình đem lòng thích cô, ngày đó nhà anh kinh doanh thất bại, thế mà cô vẫn ở bên và hết lòng bảo vệ, mặc dù chỉ là cô bé thế mà lại sẵn sàng đối đầu với mọi người vì anh, cũng vì vậy mà khi lớn lên anh mới bảo vệ cô đến thế, nhưng giờ cô đã có người mình thích rồi, để ủng hộ cô anh còn hứa mình sẽ đến nhà để đề nghị hủy hôn, khi đó thì cô có thể đến bên người mình thích. Mạn Đình thấy anh nghĩ cho mình như vậy thì cảm động lắm. Sau đó cô cũng chạy đến trường học bày tỏ với Yến Tranh, nhưng không ngờ anh cũng đang bày tỏ tình cảm với người khác, và người anh yêu lại là Tạ Tương chứ không phải bản thân cô. Bị trêu đùa như thế trước mặt mọi người làm Tạ Tương rất giận, nếu mà không có ai cản thì cô nàng lột ra Yến Tranh rồi. Những ngày sau đó đi đến đâu cô nàng cũng bị bàn tán, bây giờ cả trường biết hết việc Yến Tranh thích cô rồi, không biết phải bao nhiêu cái quần mới che được nổi nhục này, chỉ cần anh vừa xuất hiện là cô liền bỏ chạy. Thấy vậy Yến Tranh cũng vội đuổi theo để giải thích, anh cho hay mình làm vậy cũng vì sợ người khác sẽ giành cô đi. Khi nói chuyện hai người lại vô tình làm lộ thân phận của Tạ Tương, không thể ngờ Lý Giang Trung vậy mà nghe lén được đoạn đối thoại này, việc cô nàng là nữ nhi đã bị hắn ta phát hiện. Không chỉ thế Hiển Chi cũng đã điều tra được thân phận của Tạ Tương, biết được thông tin này đã khiến cô ta có kế hoạch mới. Ngay sau đó Lý Giang Trung đã muốn mang chuyện này đến báo cho Lão Lư, thế nhưng ông ta đang bận nên bảo anh về văn phòng chờ, đến nơi thì lại thấy có người gửi một lá thư tới. Hóa ra Hiển Chi đã gửi thông tin thật sự của Tạ Tương đến đây, thấy có người làm trước rồi nên Lý Giang Trung cũng không cần làm gì, may mà lá thư lại được Lão Quách phát hiện. Sau đó ông cũng gọi Tạ Tương đến nói chuyện, ông khuyên nhủ nếu được thì hãy rời đi trước khi có chuyện, giờ thân phận đã lộ rồi ở lại sẽ rất nguy hiểm, ông chỉ nói thế cũng không có ý định đuổi cô đi. Tạ Tương giờ mới nhận ra là ông đã biết bí mật từ lâu rồi. Hôm nay khi tập võ cô nàng phát hiện Quan Tùng rất hay bị thương, thế nhưng hỏi thì anh nhất quyết không chịu nói. Đang tính tìm hiểu sâu thì có người muốn gặp cô, mấy bạn học rủ Tiểu Quân đi cưỡi ngựa, nhưng cô ấy có biết cưỡi ngựa đâu, vì vậy mới phải chạy đến đây nhờ Tạ Tương, không để cô nàng kịp từ chối Tiểu Quân lập tức rời đi. Thật không ngờ trại ngựa này là của Quân Sơn, anh vừa nhìn đã nhận ra thân phận thật của Tạ Tương, thế nhưng vẫn không vội vạch mặt cô mà còn muốn trêu đùa một chút. Hóa ra trước đó anh đã cho người điều tra gia đình cô, nhờ thế mới biết được Tạ Lực Thần đã chết cách đây không lâu, người đang học ở trường là em gái anh ta, và người đó không ai khác ngoài Tạ Tương hết. Sau đó anh còn cố tình đến nói chuyện riêng với cô nàng, thấy biểu cảm sợ sệt của cô làm anh vô cùng hài lòng, cả cái trường học có mỗi một cô gái duy nhất, thế thì sao mà không bị chọc ghẹo suốt ngày cho được. Không dừng lại ở đó anh còn cố tình mời cô lần sau đến nhà mình ăn cơm, mà là cả hai anh em đi cùng thì mới chịu. Tạ Tương muốn từ chối nhưng anh dọa sẽ đến trường Tiểu Quân tìm, thế nên dù không muốn cô vẫn phải đồng ý mà thôi, mặc dù đã đồng ý nhưng làm sao cô có thể xuất hiện với hai thân phận được đây. Sáng ngày hôm sau Lý Giang Trung vẫn chưa thấy Tạ Tương bị đuổi học, thế là liền đến thông báo lần nữa cho Lão Quách, ông nghe xong thì cũng không thèm quan tâm. Giang Trung lại tưởng nhầm rằng giáo viên ở đây đã bị mua chuộc hết rồi, vậy là liền bày ra một kế hoạch mới.
Không lâu sau đó mọi người liền phát hiện gần đây rất hay bị mất cắp, rất nhiều bạn học đều mất tiền mà không biết lý do. Mất nhiều đến mức không ai nhịn được nữa, đúng lúc đó Giang Trung đứng ra đòi xét phòng từng người, đồ chỉ vừa mới mất thì không thể tẩu tán kịp. Giờ chỉ cần lục soát thì sẽ biết ai mới là hung thủ. Hắn ta làm vậy là để mọi người được xét phòng của Tạ Tương, nhưng thật không ngờ lại tìm được rất nhiều tiền từ phòng của Quản Tùng. Anh không thể giải thích được việc số tiền này từ đâu mà ra. Dẫu bạn bè không tin việc Quản Tùng trộm cắp, nhưng có hỏi cỡ nào anh cũng không chịu nói số tiền này từ đâu mà ra. May mà đúng lúc đó Yến Tranh đã xuất hiện, anh cho hay tiền này là do mình đã đưa cho Quản Tùng, mục đích là để mua chuộc Quản Tùng giúp mình tán tỉnh Tạ Tương. Có thể do cậu ấy ngại nên mới không dám nói ra sự thật. Nghe thế thì mọi người cũng không có cớ làm khó nữa. Tạ Tương đương nhiên không tin vào câu chuyện này. Cô biết anh có nỗi khổ nên mới phải che giấu. Nhưng dù sao hai người vẫn là bạn bè thân thiết. Ngay cả cô mà anh còn không tin tưởng nữa sao? Thấy anh cứ cứng đầu làm Tạ Tương rất thất vọng. Bên này Thẩm Tính Bạch đã đến nhà hủy hôn với Mạn Đình. Bố cô ấy đương nhiên không vui nổi rồi. Dù sao họ cũng là nhà danh giá nhiều đời. Nói một câu mà muốn hủy hôn thì thật sự quá mất mặt. Xong chuyện ông liền mắng chửi Mạn Đình rất thậm tệ. Trước giờ ông ta vẫn không ưa gì cô nàng hết. Dù sao thì ông cũng đâu phải bố ruột của cô. Nhưng cô nàng lại không hề hay biết chuyện này. Thẩm Tính Bạch dù cười cười nói là thế, nhưng chuyện ngày hôm nay vẫn làm anh ấy rất đau lòng. Thẩm Tính Bạch thật sự rất yêu thương Mạn Đình, tự bản thân phải từ bỏ khiến anh ấy rất tuyệt vọng. Hôm sau cuối cùng thì Quân Sơn cũng quay trở lại. Hai anh chàng này vừa chạm mặt là đã muốn kiếm chuyện, không ai muốn nhường Tạ Tương cho đối phương cả. Chỉ đến khi Lý Giang Trung đến thì họ mới chịu dừng lại. Giờ hai anh đã có kẻ thù chung rồi, lúc trước chỉ là một mình Yến Tranh, giờ còn có thêm Quân Sơn khiến hắn ta không dám hó hé gì hết. Lát sau khi đến thăm Quân Sơn thì anh đã nhờ cô một việc, đó là giúp mình bôi thuốc vào những vết thương cũ. Cô nàng dù ngại nhưng cũng không có lý do gì để từ chối. Không những thế anh còn hỏi thăm về em gái của cô, nếu có thể anh cũng muốn tán tỉnh cô ấy. Nghe câu nói này đã làm cô nàng phát hoảng. Tối đến khi Quản Tùng lần nữa trốn ra ngoài, mọi người cũng đã âm thầm theo dõi xem anh ta muốn làm gì. Họ cùng nhau đi đến quán cược võ thuật chui. Ở đây họ đánh với nhau bằng cả tính mạng. Chỉ đến khi một người không còn khả năng chiến đấu thì trận đấu mới dừng lại. Khi thấy Quản Tùng bước lên sàn đã làm mọi người vô cùng bất ngờ. Tuy với kỹ thuật được tập luyện một cách khắc nghiệt, những võ sĩ nghiệp dư bình thường không thể là đối thủ của Quản Tùng. Cơ mà cách chiến đấu bán mạng này vẫn làm Tạ Tương phải lo lắng. Sau cuộc chiến mọi người cũng đến tìm anh để nói chuyện. Giờ Quản Tùng mới phải nói ra nguyên nhân thật sự. Để cứu em trai anh đã đến đây mượn tiền ông chủ Mục. Hiện giờ thì số tiền cũng được trả gần hết rồi. Chỉ là khi mượn tiền anh đã ký hợp đồng phải đánh đủ 2 năm. Giờ mà không đến nữa thì đối phương sẽ đến trường làm khó. Khi đó thì mọi thứ sẽ tồi tệ hơn nữa. Nghe xong Yến Tranh đã hứa mình sẽ giải quyết chuyện này. Thế là ngay ngày hôm sau đã có không ít cảnh sát đến đây. Đội trưởng Hà nhận lệnh tới võ đài niêm phong. Dù sao cũng là người quen biết nên đội trưởng Hà cũng nhắc nhở. Có người muốn tìm gặp ông chủ ở đây. Còn hôm nay thì phải niêm phong một ngày đã. Sau một phen như vậy thì ông chủ Mục cũng phải lộ mặt. Yến Tranh không muốn nói nhiều mà vào thẳng vấn đề. Anh sẽ trả gấp đôi số nợ, chỉ mong Quản Tùng có thể yên ổn rời đi. Ông chủ Mục cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Ngày đó khi anh ta khó khăn chính ông đã đứng ra giúp đỡ. Ngay cả hợp đồng cũng là do Quản Tùng tự nguyện ký. Giờ xong rồi lại muốn trở mặt là không được. Võ đài của ông có quy tắc riêng của mình. Nếu như ai cũng có thể phá lệ thì ông đã không tồn tại được đến ngày hôm nay. Vì vậy nếu Quản Tùng muốn rời đi thì buộc phải đánh một trận sinh tử, nơi mà không có luật lệ gì cả. Sống hay chết phải xem số mệnh. Mới đầu Yến Tranh không đồng ý. Thế nhưng Quản Tùng đã nhận ân huệ của người ta thì phải trả. Anh đã tự mình chấp nhận đấu trận này. Mọi người khi nghe được chuyện này thì vô cùng tức giận, nhưng dù sao cũng đã hứa thì vẫn phải đấu thôi. Để chắc ăn từ ngày hôm nay Quản Tùng sẽ phải nhận huấn luyện địa ngục. Mới sáng ra là mọi người đã đến trước giường đợi anh rồi. Đầu tiên là phải luyện sức mạnh cho anh chàng, sau đó còn phải tập chiến đấu, mà nói đúng ra là tập chịu đòn, để cho một đống người đánh mình anh cho biết cảnh. Sau nhiều ngày như vậy cuối cùng cũng chuẩn bị xong. Đêm hẹn Quản Tùng đã muốn đi một mình, nhưng mà những anh em khác sao mà để chuyện đó diễn ra được. Họ đã đợi sẵn để ủng hộ tinh thần cho người anh em của mình. Hỏi ra thì biết đối thủ lần này của Quản Tùng là một tên nghiện, đã thế còn bị què hết một chân nên không có khả năng chiến đấu. Đối phương chán đời nên mới chấp nhận đấu sinh tử. Ông chủ Mục vì không muốn phá vỡ quy tắc nên mới sắp xếp như vậy. Ông ấy cũng không muốn làm khó Quản Tùng làm gì, nghe được như thế cũng làm mọi người an tâm phần nào. Thế mà đến khi lên đấu thì đối thủ lại là kẻ khác, đã vậy mà lại còn là người Nga nữa. Ở thời đại này mà động tới người Tây thì không tốt lắm. Với thể trạng to gần gấp đôi Quản Tùng, tên kia vừa bắt đầu đã áp đảo trận đấu. Quản Tùng không ít lần bị đánh ngã xuống sàn, nhưng may mà tên kia dùng quá lực đã làm chân bị kẹt. Nhân cơ hội Quản Tùng tung liên tiếp đòn vào mặt hắn ta, cứ tưởng đã giành chiến thắng thì tên kia lại chơi xấu, không nhịn được nữa anh chàng liền tung hết sức, không ngờ lại đánh tên kia ngã trúng một mảnh gỗ. Thấy hắn ta ngã gục, đám người Tây không chịu chấp nhận, một trận náo loạn từ hai bên cũng diễn ra. Đánh xong mọi người cùng nhau đến quán rượu ăn mừng. Quản Tùng có hơi lo lắng khi đã đánh chết người, nhưng đây là trận đấu sinh tử nên chắc là không sao. Đám người Tây vậy mà lại không chịu bỏ qua. Chúng kéo theo đội trưởng Hà đến quán rượu chị Ngọc bắt người.
thế lực đứng sau đám người Nga này đúng là không thể xem thường. May mà lão Quách đã kịp dẫn người đến yểm trợ, đội trưởng Hà dù sao cũng không dám động đến quân đội, thế nên đành phải dẫn người rời đi trước. Trở về cả nhóm đã bị phạt rất nặng, đã đi đánh cược vậy mà còn hại chết người, đối phương còn là người Tây làm chuyện này không thể dìm xuống được, phạt xong cả nhóm cũng bị nhốt vào ngục. Tuy rất giận nhưng lão Lư cũng không muốn học trò phải chết, thế là đã nghĩ ra một cách để họ có thể lấy công chuộc tội. Ông đến đưa cho mọi người một nhiệm vụ. Đám người Tây bị đánh lần trước có liên quan đến một tổ chức bán thuốc phiện, cảnh sát lúc này không tiện bắt người nên cần họ phải ra tay. Họ là quân nhân, nhiệm vụ là tiêu diệt kẻ địch, vậy nên chỉ cần tìm cách ám sát tổ chức kia là được. Nhưng chuyện này học viện không tiện ra mặt, thế nên sẽ không có hỗ trợ nào hết. Ngoài ra nếu thất bại mọi người sẽ phải tự chịu trách nhiệm. Lần này ông cho mọi người chọn có làm hay không, ai không làm sẽ bị đuổi học ngay lập tức. Nói thế thì làm gì còn lựa chọn khác kia chứ, muốn hay không thì vẫn phải nhận nhiệm vụ này thôi. Lý Giang Trung từ đâu ở không cũng dính đạn, anh cũng bị bắt phải đi theo làm nhiệm vụ này cùng mọi người. Vậy là nhóm lại có thêm một người. Lý Giang Trung chỉ cần có thái độ thì sẽ bị ăn đập ngay, cứ thế hắn ta đành phải ngoan ngoãn làm theo. Sau đó mọi người liền chia ra tìm hiểu mục tiêu. Đầu tiên là tên Thạch Hổ, kẻ nắm giữ 40% thị phần buôn lậu ở nơi này. Không những thế, ông ta còn có quan hệ với cả quân đội, những nhà chứa chuyên bán thuốc phiện cũng là do ông ta quản lý. Tên này thật sự rất cẩn thận, đi đâu cũng có vệ sĩ theo cùng, muốn tấn công trực diện với ông ta gần như không thể. Kế tiếp là tên Robert, kẻ nắm tình báo lớn nhất khu vực Viễn Đông. Không những thế, hắn ta còn có cho mình một nhóm đánh thuê tinh nhuệ, đấu với ông ta là bất khả thi. Người thứ ba là Văn Cảnh Trạch, kẻ này là người có học. Địa vị của ông ta với những người có học thức ở Thuận Viễn là rất cao. Nhiệm vụ của ông ta là giải quyết những vấn đề không thể dùng vũ lực. Chỉ có điều ông ta là kẻ nghiện nặng, cũng vì vậy mới bị Thạch Hổ nắm thóp, ép ông ta phải làm việc cho tổ chức. Khó xử nhất là tên cuối cùng Pichavik, cũng là kẻ đứng đầu. Hắn ta là người cung cấp thuốc phiện chính, bình thường nhốt mình ở tầng 2 của một nhà hàng, xung quanh không ít lính canh, nếu không có việc gì hắn ta sẽ không ra ngoài. Chỉ còn 2 ngày nữa là việc làm ăn của họ kết thúc, sau đó hắn ta sẽ lập tức rời khỏi Thuần Viễn, tức là mọi người chỉ còn duy nhất 2 ngày để hành động. Nói xong, Quân Sơn cũng dẫn mọi người đi chuẩn bị vũ khí, với số lượng này họ có thể chiến đấu một cách thoải mái, nhưng mà có vũ khí cũng đâu thể đấu trực diện được. Với vài người bọn họ mà đánh trực diện thì chả khác nào làm bia tập bắn. Yến Tranh đã có kế hoạch cho mình rồi. Đầu tiên anh sẽ đến đặt phòng ngay dưới phòng tên Pichavik, sau đó bắt đầu chuẩn bị thuốc nổ để hành động. Ở nơi khác, Quản Tùng đã đến sở cảnh sát để đầu thú, nghe tin đã bắt được kẻ giết người Pichavik lập tức rời đi kiểm tra. Ra đến ngoài, ông ta lại bị Tạ Tương đụng trúng, việc này khiến ông ta bị bẩn phải quay về phòng để tắm rửa. Đợi hắn vừa về phòng, Tạ Tương liền chạy ra ngoài quan sát. Pichavik vừa vào bồn tắm là liền thông báo để Yến Tranh châm lửa, sau đó chỉ đơn giản rời đi đợi thuốc nổ mà thôi. Kế hoạch ám sát này đúng là thần không biết quỷ không hay. Vừa hay tin Pichavik mất mạng, sở cảnh sát cũng phải đi điều tra, chả ai thèm quan tâm Quản Tùng làm gì hết, anh tự đầu thú chứ có ai mà bắt anh ta đâu, vì vậy họ cũng chẳng phải sợ anh trốn làm gì. Lừa được hết người đi, anh cũng nhanh chóng gọi đến cho Thạch Hổ, lừa được hắn ra ngoài nên mọi người đã chặn đường. Lúc vệ sĩ ra kiểm tra thì liền bị Chu Ngạn Lâm bắn gục. Quân Sơn cũng nhanh chóng đến tiễn Thạch Hổ một đoạn. Bên này, Tạ Tương và Yến Tranh cũng tìm gặp Văn Cảnh Trạch, họ đóng giả là người của Thạch Hổ đến đưa ông ta đi trốn. Trong thời khắc sinh tử này, ông ta không thể nghĩ nhiều, vậy là liền đồng ý đi chung với nhóm Tạ Tương. Mang được Văn Cảnh Trạch về thì liền đập cho một trận để tra hỏi. Hiện giờ chỉ có ông ta biết chỗ Robert ẩn nấp, chưa kịp tra ra thì đã có người tấn công vào đây. Nhóm đánh thuê của Robert đã đánh hơi được mọi người rồi. Trong cảnh hỗn loạn đó, Văn Cảnh Trạch cũng trúng đạn. Cũng may đúng lúc đó lão Quách đã có mặt giúp đỡ mọi người, nhờ có ông mọi người mới có thể thoát khỏi đây an toàn. Ông rất tức giận khi cả nhóm lại làm việc bốc đồng như vậy. Tổ chức buôn lậu này ai cũng biết Robert là kẻ cầm đầu, nhưng cảnh sát không chạm tới là vì không động nổi, vậy mà một đám nhóc lại dám nhận lời ám sát. Đã đến nước này, ông đành phải cùng chơi tới với mọi người thôi. Thầy Quách lái xe trực tiếp đến sở cảnh sát, sau đó rút súng làm loạn khắp nơi. Mục đích của việc này là để câu cảnh sát đi theo mình. Chờ có vậy, ông liền lao xe trực tiếp vào đội hiến binh. Tên Robert cũng đang ở trong này, giờ chờ hai bên tự đấu với nhau thôi. Họ chỉ cần trốn phía sau làm ngư ông đắc lợi là được. Đúng là không thể xem thường được cái đầu của lão Quách, không như thế làm sao xứng làm thầy của mọi người. Chỉ có điều chuyện này đã trực tiếp làm lão Lư tức giận, bảo mọi người âm thầm đi ám sát, vậy mà lại làm tới nỗi giữa ban ngày ban mặt tấn công cảnh sát, sau đó khiến cảnh sát và đội hiến binh nổ súng với nhau. Thấy lão Lư quá đáng, thầy Quách không thể nhịn được nữa, bắt tụi nhỏ đi làm chuyện này thì chả khác nào đi nộp mạng. Bản thân là thầy giáo vậy mà lại ở phía sau âm thầm tính kế, làm như thế thì không xứng đáng là một con người. Nói xong, ông cũng nhận hết trách nhiệm cho mọi người về học như bình thường. Tối đó lại có người đến bệnh viện cứu tên Robert đi, không ngờ đó lại là người của Lâm Hiển Chi. Mục đích của cô ta quá rõ ràng, chính là dùng Robert làm con mồi dụ kẻ phía sau ra mặt. Sau đó tin tức về Robert đang trên tàu chuẩn bị rời Thuận Viễn cũng được phát đi. Chị Ngọc vừa nghe đã cảm thấy việc này cứ như một cái bẫy, thế nhưng người bên cạnh vẫn cho rằng đó chỉ là trùng hợp. Nếu để tên độc ác này rời đi không biết sẽ có bao nhiêu người bị hại nữa.
Nhưng không ngờ tối đó Lão Nhất cũng vẫn đến ám sát, không ngoài dự đoán vừa rời đi thì đã bị đánh úp, ngay sau đó liền bị Hiển Chi mang về tra khảo. Tuy là Lão Nhất cương quyết không nói nhưng Hiển Chi vẫn có thể tự điều tra. Ngày thường Lão Nhất làm việc ở đây nên cô ta cũng tới tìm chị Ngọc, hai bên vừa chạm mặt thì mùi thuốc súng đã nồng nặc. Không muốn nói nhiều, Hiển Chi chỉ đơn giản là đến đây trả người, mục đích là để chọc tức và đe dọa chị Ngọc sau này không nên động đến cô ta. Những huynh đệ dù tức giận nhưng cũng không thể làm gì, chị Ngọc sẽ không ngốc để trực tiếp đối đầu với Hiển Chi lúc này. Dù đã cố hết sức nhưng Lão Nhất vẫn bỏ mạng. Chị Ngọc cực kỳ đau khổ khi đàn em ra đi, ba người họ đều là đàn em mà chị nhận nuôi, từ nhỏ tới lớn họ như là con trai của cô vậy. Lão Quách hay tin cũng nhanh chóng có mặt để an ủi. Về đến trường, Tiểu Quân lại lần nữa đến tìm Tạ Tương. Không khác gì những lần trước, Tiểu Quân lại bắt Tạ Tương đi dự tiệc, cô nàng chả lần nào có thể từ chối bạn mình được hết. Tối đó hai cô nàng đã đi đến một buổi tiệc giấu mặt, Tạ Tương bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng. Một người nghèo như Tiểu Quân sao có thể tham dự bữa tiệc sang trọng này được. Chưa kịp nghĩ xong đã có người đến tiếp cận, người đó không ai khác ngoài Quân Sơn hết. Ở đây anh còn mời cô nàng nhảy với mình một điệu, vì lịch sự cô nàng cũng đành đồng ý. Thế nhưng hết nhạc anh vẫn không cho cô rời đi, nơi này dường như chỉ dành cho hai người vậy. Họa cứ thế mà hòa mình trong âm nhạc trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Thấy cô ngơ ngác, anh liền hỏi cô không nhận ra mình hay sao. Bản thân anh thì đã nhận ra cô từ sớm rồi, không biết phải trả lời làm sao, cô lập tức bỏ chạy. Về đến trường anh lại thấy Yến Tranh và Tạ Tương rất thân thiết, điều này làm Quân Sơn cảm thấy rất đau lòng. Những gì trong lòng muốn nói ra cũng không thể nói nữa. Sáng hôm sau vừa chạm mặt, anh và Yến Tranh lại bắt đầu cãi nhau. Hai con người này ai cũng muốn giành Tạ Tương về phía mình. Sau đó anh cũng gặp cô nàng và nói rằng mình muốn đi tìm em gái cô. Nghe như thế cô lại đành phải thay đổi chạy về trường của Tiểu Quân. Lần này anh cũng lấy hết can đảm để tỏ tình với cô. Thế nhưng Tạ Tương cũng chỉ có thể từ chối, với lý do rằng cô còn nhỏ và đang phải học tập. Hiện tại cô không nghĩ tới chuyện yêu đương gì cả. Anh dù có hơi thất vọng nhưng cũng không lộ ra mặt. Vừa về đến trường thì thầy giáo đã tìm cô nàng. Mấy lời đồn gần đây làm ông nghĩ rằng Tạ Tương đang bị Yến Tranh trêu ghẹo, thế nên ông đã quyết định sẽ chuyển phòng cho cô, mặc dù có chút không muốn nhưng cũng không thể từ chối. Sau khi Yến Tranh về không thấy Tạ Tương đâu đã rất lo lắng, tưởng rằng Lý Giang Trung lại bày trò, anh liền tìm và cho hắn ta một trận. Cũng may có Quản Tùng giải thích anh mới tha cho tên kia, nghĩ rằng chuyện này là do Quân Sơn sắp xếp làm Yến Tranh nổi sùng, sợ hai anh chàng sẽ đánh nhau. Cô tự nhận mình muốn chuyển đi, với lý do là không muốn bị những bạn học khác bàn tán nữa. Nghe thấy những lời này làm Yến Tranh lần nữa tuyệt vọng, nghĩ rằng cô không có tình cảm với mình. Yến Tranh đau lòng vứt bỏ đi chiếc cúc áo của Tạ Tương. Không chỉ mình anh mà cô nàng cũng không vui nổi, không được ở cạnh anh nữa cũng làm cô rất trống vắng. Ngày hôm sau Yến Tranh lại hay tin bãi cỏ sắp được dọn dẹp, nếu vậy thì chiếc cúc kia có thể sẽ mất thật. Vậy là ngay tối đó anh liền lén ra tìm, vô tình sao lại bị Tạ Tương nhìn thấy, chiếc cúc cũng bị cô nàng nhặt được. Vừa nhìn thấy nó, cô nàng liền nhận ra vấn đề. Chỉ một chiếc cúc áo của cô thôi cũng là thứ rất quan trọng với Yến Tranh. Khỏi nói cũng biết cô nàng cảm động đến mức nào rồi. Nhớ tới từng khoảnh khắc anh bảo vệ mình, Tạ Tương bất giác rơi nước mắt lúc nào không hay. Có vẻ cô thật sự yêu anh chàng trước mặt này rồi. Bên này chị Ngọc đã bắt đầu đóng cửa quán rượu. Lão Quách đã đoán được việc cô ta sắp đi trả thù. Tuy ông đã dùng hết lời khuyên nhủ, thế nhưng kết quả vẫn là bằng không. Với chị Ngọc thì đàn em chính là người nhà của cô ấy sẽ không để họ mất mạng một cách vô ích như thế. Ngày hôm sau họ đã theo dõi được lịch trình của Hiển Chi, mọi kế hoạch đều được tính toán rất kỹ lưỡng. Ở một nhà hàng gần đó, Quân Sơn và Tạ Tương cũng đang ở đây. Khi mọi chuyện vẫn đang diễn ra bình thường, thì Hoàng A Mã đã gửi lời mời đến Hiển Chi. Cứ như vậy cô đã rời khỏi nơi nguy hiểm. Vừa rời đi thì nơi đó lập tức nổ tung. Quân Sơn nghe rằng Hiển Chi ở trong đó thì liền muốn chạy đến cứu. May mà có người kịp thông báo cho anh rằng cô ta đã rời đi. Hoàng A Mã làm thế là vì muốn cứu Hiển Chi một mạng. Năm xưa nếu không vì ông thì cô ấy cũng không khổ thế. Đây là thứ cuối cùng ông làm cho cô ấy. Không mất quá nhiều thời gian để Hiển Chi điều tra xem ai là hung thủ. Giờ chị Ngọc đã chạy trốn, thế là Hiển Chi liền ngắm tới nhân viên của quán rượu. Hôm nay khi đang đi ngoài đường, Lý Giang Trung đã quen với một cô gái. Cô ấy có bệnh mất trí nhớ, thế là lại bị Giang Trung trêu ghẹo. Anh đã lợi dụng để viết vào vở ghi chú của cô ấy điều gì đó. Cứ thế mà cô nàng lại đứng ngoài cửa chờ đến tận đêm. Ngay cả khi trời mưa rồi vẫn không dám rời đi. Hóa ra anh đã viết rằng hôm nay phải đợi ai đó. Nếu không được thì sẽ không rời đi. Mới đầu Giang Trung còn định không để ý. Thế nhưng thấy có lỗi anh vẫn quay trở lại. Dù có hơi cục xúc nhưng anh cũng không quá đáng ghét. Ngày hôm sau khi anh quay lại thì Tiểu Đồng đã không còn nhớ anh là ai. Thấy vậy anh liền bắt cô phải ghi mình vào sổ ghi chú. Thấy cô nàng nghe lời như vậy cũng làm anh thích thú. Đang trên đường về thì lại thấy cảnh Tiểu Quân bị bắt cóc. Tạ Tương cũng nhanh chóng đuổi theo. Đối phương đi xe nên cô nàng chỉ có thể phi giao làm một tên bị thương mà thôi. Sau đó cũng cố gắng cướp một chiếc xe ngựa đuổi theo. Sau một ngày cô cũng theo dấu về tới doanh trại của đối phương. Trốn vào một chiếc xe đã giúp Tạ Tương đột nhập vào trong. Ở đây cô còn trông thấy một cậu bé cũng bị bắt vào đây. Đột nhập được vào trong, cô cũng tìm ra được kẻ mình vừa làm bị thương. Thế là ngay sau đó cô liền uy hiếp hắn ta phải khai ra mọi thứ. Biết được chỗ giam giữ Tiểu Quân, cô liền đi đến đó. Nhưng ở đây có không ít lính canh,
Chưa kịp làm gì thì tí nữa đã bị phát hiện rồi. Cũng may là có một bác sĩ đến giúp cô nàng thoát nạn. Đối phương nhận nhầm rằng cô là người của quân giải phóng nên mới giúp đỡ. Đến khi phát hiện không phải thì mọi thứ cũng muộn. Lính Nhật đã biết có người vừa đột nhập vào đây rồi. Không còn cách nào, cô nàng đành phải tức tốc hành động. Đầu tiên là dập cầu dao để đi cứu người. Tìm đến phòng giam thì bác sĩ cũng nổ súng. Nhưng những người này làm sao mà là đối thủ của Tạ Tương được. Nhờ vậy mà cô đã cứu được cậu bé Trần Trác. Vẫn chưa kịp trốn thoát thì đã có rất nhiều quân lính kéo đến. Thấy Tạ Tương hết đạn, chúng liền lao lên với ý định bắt sống. Nhưng có lẽ đây sẽ là quyết định sai lầm nhất của bọn chúng. Dựa vào bóng tối, cô đã có thể đánh lén từng tên một. Đến cuối cùng cũng chỉ còn mỗi tên đội trưởng mà thôi. Hai người chiến đấu với nhau khá ngang tài ngang sức. Tạ Tương cũng phải chịu không ít vết thương từ hắn ta. Cũng may mà cuối cùng cô đã có thể giành chiến thắng. Sau đó hai người cũng cải trang thành bác sĩ trốn ra ngoài. Giữa đường còn có thể mang theo cả tiểu quân. Đi được một đoạn thì Tạ Tương đã không thể trụ nổi. Vết thương vừa rồi cô trúng phải không hề nhẹ. May mà lúc này mọi người cũng bắt đầu đi tìm. Trước đó Lý Giang Trung đã kịp thời quay về thông báo mọi việc anh ta nhìn thấy. Nhờ thế mà cô nàng đã được đưa về chữa trị. Bên còn lại, Hiển Chi cũng nhận được tin mọi người vừa trốn thoát. Cô ta tức điên khi người làm ra việc đó là Tạ Tương. Khi cô nàng tỉnh lại cũng phải nhanh chóng rời khỏi đây. Chuyện này rất lớn, thế nên quân Nhật sẽ không bỏ qua đâu. Tiểu quân cũng phải nhanh chóng về quê ngoại để lánh nạn. Đúng lúc đó Yến Tranh cũng chạy đến. Thấy cô bị thương như thế này khiến anh rất xót. Cô trải qua nguy hiểm như thế mà anh lại không làm được gì. Biết là Tạ Tương sẽ không trách gì anh, nhưng làm sao Yến Tranh không tự trách bản thân cho được. Anh thậm chí còn không dám đối diện với cô nữa. Chỉ có cách trốn đi uống thật say để quên hết sự đời. Ngày xuất viện, Tạ Tương cũng nhận được một lá thư. Đó là của cậu bạn Trần Trác kia gửi đến. Trong đó là địa chỉ nơi cậu ta đang ở. Còn nhắn rằng mình có việc muốn thông báo cho cô nàng. Đồng thời cũng cảm ơn cô đã cứu mạng mình. Khi này Mạn Đình cũng đi đến quán rượu và nhìn thấy Yến Tranh. Nhìn anh tàn tạ như vậy cô không thể bỏ mặc. Nhưng giờ Mạn Đình lại gấp đến Bắc Kinh quay phim. Không còn cách nào, cô đành phải mang anh theo để chăm sóc. Vô tình Sao Quân Sơn và Tạ Tương cũng đi cùng chuyến tàu này. Để tránh phiền phức, cô nàng phải về nhà để lánh nạn vài hôm. Dù đã về đến nhà nhưng Tạ Tương vẫn không quên được hình bóng Yến Tranh. Thời gian ở bên nhau đã khiến cô nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Hôm sau khi cô ra ngoài mua thuốc lại bị ai đó đánh lén. Mới đầu cô vẫn có thể tự bảo vệ bản thân. Nhưng thật không ngờ đối phương vậy mà lại có đồng bọn. Không để ý, thế là cô nàng liền bị đánh ngất. Yến Tranh đi ngang lại vô tình trông thấy cảnh này. Mới đầu anh không để ý vì không biết Tạ Tương cũng ở đây. Đến khi gặp mặt mẹ cô nàng thì anh mới nhận ra. Biết có điểm chẳng lành, anh liền quay lại kiểm tra. Đến nơi, Yến Tranh đã phát hiện ra chiếc cúc áo của cô. Thế thì đúng là cô nàng vừa bị bắt cóc. Lại lần nữa cô gặp nạn trước mặt mà anh không thể làm gì. Yến Tranh lập tức quay về nhà lấy ra rất nhiều tiền. Anh treo thưởng cho bất kỳ ai có thể tìm thấy Tạ Tương. Những ngày sau đó Yến Tranh cũng liên tục tìm kiếm. Nhưng kết quả gần như là vô vọng. Giữa một biển người như vậy thì biết cô đang bị nhốt ở đâu chứ. Càng lúc anh càng trở nên bất lực và tức giận bản thân vô dụng. Phía cô nàng Tạ Tương cũng đã tỉnh lại. Mặc dù đang bị trói nhưng ba tên này vẫn không phải là đối thủ của cô. Cô vừa đánh vừa tìm cách để cởi trói. Sau khi thoát được rồi thì Tạ Tương cũng không mất quá nhiều sức để đánh bại toàn bộ. Sau khi trở về nhà, cô nàng mới nhận được tin Yến Tranh đang tìm mình. Nghe thấy thế cô liền chạy đi để gặp anh. Đến khi cô xuất hiện, anh mới không còn lo lắng. Khoảnh khắc nhìn thấy nhau khiến thời gian như ngừng lại. Gánh nặng như được vứt bỏ khi anh biết cô vẫn an toàn. Đến lúc này anh mới an tâm gục ngã vì mất sức. Về đến nhà, đôi tay anh vẫn còn nắm chặt chiếc cúc áo. Tạ Tương thấy anh lo cho mình như thế thì không khỏi đau lòng. Tìm đâu được một người yêu thương cô như Yến Tranh chứ. Ở Thuần Viễn, Lý Giang Trung cũng gặp được người mình muốn bảo vệ. Thấy cô đang bị người khác trêu ghẹo là anh liền cho kẻ đó một trận. Sau đó Tiểu Đồng cũng nhẹ nhàng giúp anh chăm sóc vết thương. Với tính cách của mình, ngày thường chả ai quan tâm anh như thế. Lần đầu được người khác quan tâm khiến anh vui lắm. Tiểu Đồng ngày thường ngây thơ nhưng cũng rất biết cách lợi dụng người khác. Thấy anh rảnh rồi không có gì làm, thế là cô liền nhờ anh giúp mình dọn dẹp lại tiệm hoa. Tuy mệt nhưng hai người đã có khoảng thời gian rất vui vẻ. Đây có lẽ là lần đầu tiên Giang Trung có cảm giác hào hứng khi giúp người khác. Để cảm ơn anh, tối đó cô nàng cũng mời anh ăn cơm. Một tình yêu đẹp cứ thế mà được hình thành. Phía còn lại, Yến Tranh cũng đã hồi phục. Tuy vậy anh vẫn rất biết cách làm nũng để cô nàng chăm sóc. Nhìn cảnh này thật sự không biết ai mới là người bị bắt cóc nữa. Đến giờ Tạ Tương mới có thời gian nghĩ lại mọi thứ. Nếu như người Nhật muốn xử lý cô thì cô đã chết rồi. Cần gì phải bắt cóc cô về làm gì kia chứ. Việc này chắc hẳn có liên quan đến cậu nhóc tên Trần Trác kia. Đợi xong việc cô sẽ đến tìm cậu bé xem sao. Mọi thứ đang tốt đẹp thì Quân Sơn lại chạy đến đây tìm cô nàng. Anh ấy cũng nhận được tin cô bị bắt cóc nên rất lo lắng. Thế nhưng sự xuất hiện của anh lại làm Yến Tranh không vui. Mặc dù ở trong nhà Tạ Tương nhưng hai anh chàng vẫn đấu đá lẫn nhau. Bố mẹ cô ngồi đó còn có thể cảm nhận được sự nặng nề này. Dẫu thế, mẹ của cô nàng vẫn có vẻ là thích Yến Tranh hơn. Bản chất là anh chàng dẻo miệng hơn Quân Sơn rất nhiều. Ngày hôm sau, cả ba người đã cùng nhau quay về Thuần Viễn tìm Trần Trác. Cậu nhóc biết Tạ Tương thế nào cũng tìm mình nên đã cố gắng đợi. Ngày trước cậu có làm thông dịch viên cho một họa sĩ người Nga. Ông ta vừa tới Thuần Viễn nên mới nhờ Trần Trác dẫn đi khắp nơi thăm thú. Sau này cậu cũng phát hiện ra đối phương thực chất không phải họa sĩ,
Những nơi ông ta tới dường như chả có gì đẹp hết, nhìn cách ông ta quan sát và tìm hiểu địa hình rất giống một nhà địa chất học, chắc cũng vì chuyện này mà quân Nhật mới muốn moi thông tin từ cậu. Có một việc Trần Trác vẫn chưa khai ra, đó là ngoài căn phòng mà Ivan và cậu ở chung, ông ta vẫn còn thuê một căn phòng khác nữa. Bình thường ông ta không tới đó nên chắc không ai biết. Nhận được thông tin, mọi người quyết định lên đường kiểm tra. Phía còn lại, Hiển Chi cũng đã điều tra được căn phòng đó, vậy là cô ta cũng cử người đến nơi xem sao. Nhóm của chúng ta đến trước nhưng cũng chả tìm thấy gì quan trọng, chưa biết làm sao thì đã cảm nhận được có người đến đây. Thông qua cánh cửa hai bên liên tục nổ súng về phía đối phương, loạt đạn vô tình bắn rơi một bức tranh, quyển sổ ghi chép vậy mà được giấu trong đó. Tạ Tương nhặt được nó cũng nhanh chóng rời đi, hai anh chàng thì nhận nhiệm vụ ở lại yểm trợ cho cô nàng. Vừa ra đến ngoài thì Tạ Tương đã bị Hiển Chi đánh chặn, thứ cô ta muốn cũng là quyển sổ trên tay Tạ Tương, không thể để đối phương có được nó. Tạ Tương vậy mà lại vứt quyển sổ vào lò lửa, Hiển Chi muốn cướp lấy nhưng lại bị Tạ Tương ngăn cản. Sau đó Quân Sơn và Yến Tranh cũng có mặt giúp cô nàng rút lui. Hóa ra quyển sổ kia chỉ là giả mà thôi, quyển thật Tạ Tương đã cầm về an toàn, nhưng mà những thứ viết trong đó không ai đọc được cả. Chuyện này chỉ còn nhờ Quân Sơn mang về để người khác dịch thôi. Sau đó Quan Tùng cũng đến tìm Tạ Tương, mấy ngày gần đây anh không thể tìm được em gái cô. Nghe vậy Tạ Tương chỉ đành giải thích em mình đã ra nước ngoài du học, nghe điều này đã khiến Quan Tùng rất buồn. Sau khi lang thang ngoài phố thì anh nảy ra một ý kiến, thế là liền quay lại lôi Tạ Tương đi chụp ảnh, không những thế còn bắt cô phải đóng giả hình tượng em gái, không biết anh chàng này lại muốn làm gì đây. Tối đó anh chàng lại buồn vã đi uống rượu một mình, nhờ có Yến Tranh tâm sự mà tinh thần của anh chàng cũng ổn hơn. Suy nghĩ thông suốt, Quan Tùng quyết định buông bỏ, anh phải cố gắng để kiếm tiền, sau này còn chăm sóc chị gái và giúp em trai ăn học, đó mới là mục tiêu sống sắp tới của anh chàng. Ở một nơi khác, Lão Quách cũng đang thất tình, thấy ông như thế chị Ngọc không đành lòng cũng phải xuất hiện, đúng là tình yêu chỉ đến khi mất rồi người ta mới biết quý. Suốt nhiều năm nay cô theo đuổi mà ông có hề quan tâm, chỉ đến khi cô biến mất ông mới nhận ra tình yêu của mình. Ngay lúc này Hiển Chi cũng điều tra lại lịch trình của Ivan, sau khi sâu chuỗi lại thì đã biết được những nơi ông lui tới, giờ việc cô ta muốn làm là mua lại những mảnh đất đó. Quân Sơn cũng đã dịch xong quyển sổ, hóa ra Ivan đang tìm hiểu về một mỏ quặng. Nếu để thứ này rơi vào tay người Nhật thì hậu quả sẽ khôn lường, bằng mọi giá họ phải mua được 3 mảnh đất kia. Nhận được tin, Yến Tranh nhanh chóng thông báo cho bố, ông ta biết con trai đã bắt đầu lo cho quốc gia thì rất vui, thế là nhanh chóng liên lạc để mua đất. Hiện giờ có quá nhiều người nhắm tới, thị trưởng cũng không thể làm mất lòng ai, thế là chỉ còn cách đem bán đấu giá, ai mạnh người đó có thể mua được vậy thôi. Sau đó tất cả thế lực có liên quan đều có mặt ở buổi đấu giá. Đầu tiên là Hiển Chi và Thẩm Tính Bạch đấu với nhau, khi thấy Hiển Chi thắng thế, Bối Lạc Gia cũng quyết định ra tay. So về tiền thì Hiển Chi làm sao đấu được với Hoàng Gia, vậy là cuối cùng anh ta đã thành công giành được nó. Bối Lạc Gia không quan tâm đến mảnh đất đó, anh chỉ không muốn người Nhật có thứ mình muốn. Sau đó Bối Lạc Gia cũng đồng ý giao nó lại cho Thẩm Tính Bạch quản lý. Sau khi trở về, anh cũng bắt đầu lên kế hoạch khai thác. Đầu tiên họ cần mời đến một nhà địa chất có kinh nghiệm, việc này sẽ được giao cho Quân Sơn chuẩn bị. Vừa đưa được nhà địa chất về nước đã bị Hiển Chi nhắm tới, cô ta không thể để mất quặng mỏ này được, đây là nhiệm vụ quan trọng nhất để cô được cử về nước. Thế là ngay tối đó người của Hiển Chi đã bắt đầu tấn công, may mà đúng lúc đó Tạ Tương và Yến Tranh vừa hay đi qua, nhờ có sự yểm trợ của hai người mà nhà địa chất mới có thể trốn thoát. Ở quặng mỏ cũng không tốt lành gì hơn, rất nhiều người đã đến đây để tấn công, thuốc nổ cũng đặt ở khắp nơi, cả người và trang thiết bị đều thiệt hại nặng nề. Sau đó Hiển Chi cũng tìm gặp Bối Lạc Gia, cô bày tỏ mảnh đất đó rất quan trọng với mình, mong rằng anh sẽ giao nó lại trước khi quá muộn, nếu cứ cứng đầu thì quân đội Nhật Bản chắc chắn sẽ mạnh tay. Dù đe dọa là thế nhưng Bối Lạc Gia vẫn từ chối, cô vừa quay lưng đi thì họ liền bị ám sát. Hiển Chi như chết lặng khi nhìn thấy hình ảnh này, mặc dù là kẻ địch nhưng họ vẫn là người nhà của cô, người duy nhất thật lòng yêu thương khi cô còn bé. Thế mà ngày hôm nay lại vì mình mà cả nhà mất mạng, tên Đàm Nguyên Nhất Lan vậy mà còn chưa chết, hắn nhận được lệnh phải ra tay trừ khử bất kỳ ai chống đối. Hôm tổ chức tang lễ cho Dinh Vương phủ đã có người đứng ra, ông ta trước đây là nô tài của Hoàng A Mã, giờ cả nhà họ chết thảm như vậy khiến ông ta không cam tâm, trước linh vị ông thể phải bắt đối phương trả giá. Đúng lúc đó Lâm Hiển Chi cũng có mặt, cô thành tâm đến cúng viếng, không ai khác bản thân cô cũng rất đau lòng khi Bối Lạc Gia mất mạng, nhưng giờ không phải là lúc giải thích chuyện này, với cương vị hiện tại Hiển Chi không được phép yếu đuối, bất kỳ ai chống đối với cô hiện giờ đều phải chết. Đúng lúc tưởng chừng như có đại chiến thì một nhân vật lớn xuất hiện, ông ta là đại tướng cai quản toàn bộ khu vực này, ngay cả bố nuôi của Hiển Chi trước đây cũng phải nể ông một phần. Ngày hôm nay có ông ở đây xem ai dám làm càn, là công dân của Trung Quốc ông đương nhiên muốn bảo vệ quốc gia, nghe nói khu mỏ đang bị người khác quấy phá, thế là ông liền chỉ định cho Trừng Liệt Hỏa đến làm bảo vệ, chỉ cần ai có ý định phá rối có thể dụng mọi biện pháp đánh trả. Nhờ câu nói này của ông mà mọi người có thể đường đường chính chính tham gia, Lão Lư cũng nhanh chóng lên kế hoạch tác chiến. Đầu tiên là chia ra hai nhóm bảo vệ gia đình nhà địa chất học, phần còn lại sẽ được trang bị vũ trang bảo vệ hầm mỏ. Nhận được lệnh, mọi người cũng bắt đầu làm nhiệm vụ,
Thế nhưng chỉ canh giữ thế này làm mọi người rất chán nản. Đã vậy mà ngày nào cũng ăn một món như nhau làm họ ngán lắm rồi. Hôm nay vợ của Trần Tiên Sinh cần phải mua thuốc, đáng ra là Quản Tùng sẽ là người đi mua. Nhưng lần này Yến Tranh lại giành lấy cơ hội đó. Lý Giang Trung cũng không chịu ngồi yên, hắn ta chắc lại đang định trốn ra ngoài đây mà. Yến Tranh vừa ra ngoài đã ngay lập tức chạy đến tìm Tạ Tương. Anh chỉ cần nhìn thấy cô thôi đã vui vẻ lắm rồi. Tạ Tương cũng không ngoại lệ, cô cũng mong chờ từng giờ để được nhìn thấy anh. Nhưng mà những chuyện này không thể qua mắt được Quân Sơn. Anh ta đã nhìn thấy bóng dáng Yến Tranh xuất hiện ở đây. Lúc này thì Lý Giang Trung cũng đã quay trở lại như chưa có chuyện gì. Cứ tưởng thời gian yên bình sẽ nhanh chóng qua đi. Đâu ai ngờ được đã có người theo dấu tới nơi này. Trần Tiên Sinh chỉ vừa mở cửa sổ đã bị người ta ám toán. May mà Quản Tùng nhanh tay kéo ông ấy đi. Thế nhưng vợ ông thì không may mắn như thế. Lý Giang Trung nghe tiếng súng cũng vội chạy lên. Quản Tùng vì cứu anh ta mà trúng đạn. Trước lúc nhắm mắt Quản Tùng vẫn không trách gì Giang Trung. Những giây phút cuối cùng Quản Tùng vẫn cố gắng gửi lời chào đến đồng đội. Thấy anh bỏ mạng mọi người như phát điên. Họ liền mạng bắn giết để trả thù cho người anh em. Yến Tranh cũng đã tìm được tên xạ thủ. Bao nhiêu tức giận anh liền xả hết lên người hắn ta. Sau đó còn cướp cả súng bắn hạ từng tên một. Đàm Nguyên Nhất Lan thấy không đấu lại vội bỏ chạy. Lúc đưa được Quản Tùng đến bệnh viện thì anh đã không còn. Giang Trung rất hối hận khi vì mình mà đồng đội phải chết. Không chỉ mình anh, những người khác cũng không tránh khỏi việc đau lòng. Yến Tranh tự hận bản thân nếu không phải mình Tranh đi mua thuốc thì có lẽ Quản Tùng sẽ không chết. Ngày diễn ra tang lễ mọi người đều tiếc thương cho anh chàng tội nghiệp. Dáng vẽ một anh chàng ngây thơ trên miệng lúc nào cũng nở nụ cười, người luôn luôn hết lòng vì đồng đội, vậy mà hôm nay lại phải ra đi đau đớn như thế. Ngay sau đó Yến Tranh cũng bị bắt nhốt, anh đã tự ý ra khỏi tuyến đường an toàn. Không nghe lệnh cấp trên nên bị phạt cấm túc, ở trong tù anh vẫn tự dằn vặt bản thân mình. Yến Tranh luôn nghĩ là do mình đã hại chết anh em. Tạ Tương về phòng cũng toàn thấy hình bóng Quản Tùng, từ ngày đầu nhập học hai người đã là bạn thân thiết với nhau. Không những thế cô còn phát hiện tấm hình chụp lần trước, giờ cô mới nhận ra được tình cảm của Quản Tùng dành cho mình là lớn đến nhường nào. Nhưng giờ nhận ra thì có ích lợi gì nữa kia chứ, anh đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Nghĩ đến đây mà nước mắt cô nàng cứ liên tục chảy ra. Thấy học trò mất hết ý chí, lão Quách cũng đến an ủi. Ông bắt anh phải cố gắng để trả thù cho huynh đệ, không thể để cho Quản Tùng phải chết oan như thế. Nghe câu nói này đã làm Yến Tranh lấy lại được ý chí. Sau khi ra ngoài anh cũng đã có kế hoạch cho mình. Lần này anh sẽ không bốc đồng làm hại ai nữa, mình anh sẽ giải quyết mọi chuyện. Sau đó anh cùng Lý Giang Trung đã đến thăm mộ của Quản Tùng. Hai người đều nghĩ mình chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh em. Hôm đó Lý Giang Trung đã lén ra ngoài, trong lúc anh ta ăn uống đã bị người khác theo dõi. Tên Đàm Nguyên Nhất Lan cứ thế mà đi theo về đến cứ điểm. Không ngờ chỉ một sai lầm đã dẫn đến cái kết bi thương như vậy. Nghe xong câu chuyện, Yến Tranh lập tức đi tìm Đàm Nguyên Nhất Lan. Tra hỏi vài tên thì biết hắn ta vừa cướp hàng của Hiển Chi, giờ đang vận chuyển nó ở ngoại ô. Biết được nơi anh cũng lập tức tiến đến đó. Không ngoài dự đoán, bên cạnh hắn ta có không ít lính gác, không thể tấn công trực diện. Yến Tranh liền cho một chiếc xe chạy tới, bên trong có chứa rất nhiều thuốc nổ. Bọn kia không biết mà cứ liên tục nổ súng. Đến khi chiếc xe dừng lại thì cảnh vệ cũng tiến tới kiểm tra. Lúc nhận ra vấn đề thì mọi thứ đã quá trễ, cả khu này đều biến thành biển lửa sau vụ nổ. Đàm Nguyên Nhất Lan thấy mọi thứ bại lộ thì cũng rời đi. Giữa đường lại bị Yến Tranh đánh chặn, hắn ta cứ thế mà bị bắt không một chút phản kháng. Ngay sau đó Yến Tranh cũng kéo hắn ta đến chỗ Lâm Hiển Chi. Trước đó họ đã có một giao dịch, anh sẽ giao tên này cho cô ta trả thù, với điều kiện Hiển Chi phải chấp nhận từ bỏ khu mỏ. Lần này Hiển Chi không còn nhân nhượng nữa, cô ta chỉ bắn đúng một phát vào đầu đoạt mạng hắn ta. Hiển Chi vậy mà lại không tôn trọng giao kèo, vừa ra ngoài đã hạ lệnh giết chết cô Yến Tranh. Thế nhưng chưa kịp làm gì đã bị đánh úp. Yến Tranh nhà mình đâu có ngu mà không chuẩn bị trước, những anh em đã trốn một nơi hiểm trợ từ bao giờ rồi. Kế hoạch này chỉ là mượn tay Hiển Chi lấy mạng Đàm Nguyên Nhất Lan mà thôi. Muốn lấy mạng của anh thì còn lâu lắm. Xong việc mọi người cũng nhàn nhã rời đi. Hôm nay là lễ tổng kết của trường Liệt Hỏa, không còn bao lâu nữa thì mọi người sẽ phải rời đi. Thời gian huấn luyện ở đây đã làm họ thay đổi rất nhiều. Đúng lúc đó thì người của tổng tư lệnh cũng đến nơi. Ông ta vừa tìm ra ngọc ấn của hoàng đế, không ngờ Liệt Hỏa có được nó mà không chịu giao lên. Điều này làm tổng tư lệnh vô cùng tức giận. Thế nhưng hai giáo quan cũng là thuộc hạ trung thành của ông, tổng tư lệnh chỉ trách mắng vài câu chứ không đưa ra hình phạt gì. Sau đó mọi người cũng cùng nhau làm lễ tổng kết. Đến lượt mình phát biểu thì tổng tư lệnh lại đổ bệnh. Sau đó lại có thêm tin rằng ngọc ấn đã biến mất. Liệt Hỏa là nơi không dễ ra vào, thế nên người lấy trộm chắc chắn vẫn còn trong này. Phó tư lệnh thấy thế liền quyết định lục soát toàn bộ. Mới đầu thì không sao, cho đến khi xét người, nếu mà lục soát thì Tạ Tương sẽ bị lộ thân phận. Yến Tranh để bảo vệ cô đã ra tay đánh người, thế nhưng cách này cũng chả giúp ích được gì, càng làm căng thì sẽ càng nguy hiểm mà thôi. Không còn cách nào, Tạ Tương đành phải nói thật rằng mình là con gái. Cứ như thế cô nàng đã bị bắt đi. Lúc đầu cứ tưởng Tạ Tương sẽ sớm được thả ra thôi, nhưng không ngờ Thẩm Tính Bạch lại nhận được tin sốc, tổng tư lệnh vậy mà lại qua đời vì trúng độc. Lần này có vẻ Tạ Tương sẽ gặp không ít rắc rối đây. Yến Tranh ngay sau đó cũng tới nhà giam tìm cô nàng. Lần này anh dùng hết thái độ ngoan ngoãn để được vào thăm Tạ Tương, cho dù có bị đối phương làm nhục thế nào anh vẫn chấp nhận nhịn. Quản ngục vậy mà cho vào chỉ bảo anh đợi,
Yến Tranh cứ thế mà phải đợi đến tận đêm khuya. Đối phương chỉ đi ra và bảo anh không được phép vào trong, dù rất tức giận nhưng anh không thể làm gì, nếu dám hành động ngu ngốc thì chỉ khiến Tạ Tương khó sống hơn mà thôi, dù sao cũng đã nhận tiền nên đối phương cũng giúp anh chuyển đồ vào, nhận được lời nhắn của anh cũng khiến cô nàng được an ủi phần nào. Cùng lúc đó, khi Giang Trung về nhà thì phát hiện một bí mật, chú hai của anh là bác sĩ trong một bệnh viện, nơi làm xét nghiệm cuối cùng cho Tổng Tư lệnh, họ phát hiện ra rằng Tổng Tư lệnh chết là do dùng nhầm thuốc trong nhiều năm, thế nhưng khi mang chuyện này báo lên thì Phó Tư lệnh có vẻ không vui. Trưởng viện vì chuyện này cũng bị đưa đi mất rồi, chú hai lại là bác sĩ thực hiện chính, ông sợ mình cũng sẽ gặp nguy hiểm nên đến đây cầu cứu anh trai. Ở ngoài Lý Giang Trung nghe được thì cũng hiểu ra mọi chuyện, hung thủ thật sự phía sau là Phó Tư lệnh, Tạ Tương chỉ là con chốt thế mạng mà thôi. Chưa kịp suy nghĩ gì nhiều thì ở ngoài lại có tiếng súng, chú hai vừa rời đi đã bị đối phương đến ám sát, cảm nhận có điều chẳng lành, bố Giang Trung dự định mang cả nhà rời khỏi đây. Trước khi đi anh có đến thăm Tiểu Đồng lần cuối, cô không hề hay biết chuyện anh sắp rời đi, mà còn ngại ngùng mời anh hôm sau cùng đi xem phim, có thể cô nàng muốn nhân cơ hội này thổ lộ với anh. Nhận được lời đồng ý của Giang Trung khiến Tiểu Đồng rất vui, cô nhanh chóng ghi lại chuyện này trong sổ ghi chép. Nhìn những thứ về mình trong sổ cũng làm anh rất cảm động, nhưng giờ anh không thể lôi cô vào nguy hiểm được. Sau khi Tiểu Đồng quay trở lại thì anh đã rời đi rồi, sau đó anh cũng đến trước cửa nhà Yến Tranh. Giang Trung nấn ná lại đây rất lâu như là có gì đó muốn nói. Khi chuẩn bị lên tàu với bố mẹ thì anh lại do dự, thời gian học ở trường Liệt Hỏa đã làm anh thay đổi. Bản thân là một quân nhân, anh không cho phép mình hèn nhát, thế là đành phải từ biệt bố mẹ để quay lại với đồng đội. Anh đã không còn là Lý Giang Trung nhút nhát chỉ biết làm chuyện xấu ngày nào nữa. Sau khi trở về anh lập tức đi tìm bọn Nhật Bản, không thèm nói nhiều anh lập tức ra tay. Bình thường Giang Trung có đôi phần nhút nhát, chứ nói về khả năng chiến đấu, Giang Trung cũng không thua kém gì Quân Sơn và Yến Tranh. Bọn Nhật này hoàn toàn không có cửa mà so với anh, Giang Trung chiến đấu trong tâm trí không còn gì để mất, cho dù có bị chém chúng cũng không hề lùi bước. Những vết dao cứ thế lần lượt được xã lên người anh, không dừng lại Giang Trung vẫn cố gắng cho đến giây phút cuối cùng, phải đến khi tất cả bọn chúng ngã xuống anh mới chịu dừng lại. Lần này anh đã có thể trả thù cho người anh em Quan Tùng rồi, anh cũng không hổ thẹn là học viên của trường quân đội Liệt Hỏa, là một quân nhân có thể hy sinh để bảo vệ đất nước. Hôm sau khi mọi người tìm thấy thì Giang Trung đã không còn nữa, cứ thế lại có thêm một người anh em phải bỏ mạng. Sau đó Quân Sơn cũng có thể vào thăm Tạ Tương, quản mục ở đây trước kia từng là người của anh, vậy nên anh mới có thể vào thăm cô nàng một chút. Quân Sơn căn dặn rất kỹ chuyện Tổng Tư lệnh qua đời, cho dù có bị ép như thế nào cô cũng không được nhận tội, anh sẽ tìm mọi cách cứu cô ra ngoài. Nói xong thì anh cũng phải rời đi. Vừa ra ngoài anh cũng chạm mặt Hiển Chi, cô ta muốn lấy lại khu đất có quặng mỏ, chỉ cần giao nó ra cô sẽ có thể đưa Tạ Tương ra ngoài an toàn. Thế nhưng Quân Sơn không đồng ý, giây phút này anh đã không còn chút niềm tin nào với Hiển Chi nữa, việc này anh sẽ tự mình giải quyết. Cùng lúc đó Yến Tranh cũng bắt đầu hành động, tối hôm trước Lý Giang Trung đã đến mà nói hết bí mật cho Yến Tranh biết, để điều tra chuyện này anh bắt buộc phải cướp được thi thể của Tổng Tư lệnh, vậy là ngay tối đó anh đã đột nhập vào bệnh viện, sau đó là đánh gục lính gác cướp người rời đi. Hôm sau Phó Tư lệnh vừa nhận được tin cũng bắt đầu kế hoạch, Tạ Tương ngay lập tức bị lôi đi tra hỏi, họ ép cô phải nhận tội giết hại Tổng Tư lệnh, cô có đồng ý hay không cũng không quan trọng. Dù sao thì người chết cũng không cần đối chứng. Ngay sau đó cô nàng liền được đưa đến trường bắn mà hành hình. Quân Sơn nhận được tin tức này thì như chết lặng, anh đã hứa sẽ cứu cô thế nhưng lại không làm được gì. Sáng ngày hôm sau Chu Ngạn Lâm đã muốn kéo anh em đi làm rõ sự thật, anh không thể để bạn bè mất mạng một cách vô ích như thế. May là lúc đó Lão Quách đã có mặt ngăn chặn, chuyện tìm hiểu sự thật sẽ do người khác điều tra, chưa đến lúc đám nhóc miệng còn hôi sữa dây vào chuyện này. Câu nói của ông nhận lại không ít lời chỉ trích của bạn học, nhưng bản thân ông cũng không muốn học trò đi vào chỗ chết. Từ nãy đến giờ Quân Sơn vẫn giữ im lặng, anh chỉ muốn biết là Tạ Tương đã chết thật hay chưa. Thấy Lão Quách không trả lời, anh liền tự mình điều tra. Ngay tối đó Quân Sơn đã cố gắng theo dõi Lão Quách, thế nhưng một cậu nhóc như anh sao so được với con cáo già như ông. Lão Quách dễ dàng cắt đuôi anh chàng. Không ngoài dự đoán, đúng là Tạ Tương vẫn còn sống. Hôm trước Yến Tranh đã dùng sự thật uy hiếp Phó Tư lệnh, bắt ông ta phải tìm cách thả Tạ Tương ra ngoài. Dù thoát được một mạng nhưng vẫn phải tránh ánh mắt người ngoài, đặc biệt là Thẩm Quân Sơn, anh ta không được phép biết chuyện. Nguyên nhân là do Yến Tranh sẽ ghen nếu Quân Sơn tới đây. Khi này thì hai người mới biết về cái chết của Giang Trung. Nghe hết câu chuyện Yến Tranh đã hiểu sau đêm đó anh ta lại có hành động như thế. Hôm sau Hiểu Đồng cũng đi thăm mộ bố mẹ, cô có đi ngang phần mộ mới xây của Lý Giang Trung. Cô dù không nhớ anh là ai nhưng trong lòng vẫn đau. Tiểu Đồng cũng cố gắng lật sổ ghi chép nhưng không có kết quả, thông tin về anh đã bị xé mất rồi. Chuyện này không biết là nên vui hay nên buồn cho Tiểu Đồng nữa đây, tội nghiệp cho cô gái ngây thơ. Khi này thì Mạn Đình và bố vẫn đang cãi nhau như thường lệ, trong lúc to tiếng ông lại vô tình nói ra chuyện cô không phải con ruột mình. Đến giờ phút này cô mới biết người dì nhỏ đã qua đời mới chính là mẹ cô. Nhận ra ngay người biết sự thật là ai, cô và Thẩm Tính Bạch ngay lập tức đến tìm Lão Quách. Hôm nay đồng thời cũng là ngày vui của ông và chị Ngọc. Sau nhiều năm theo đuổi như vậy cuối cùng chị Ngọc cũng thành công.
Một ngày vui như vậy mà chỉ có 4 người thì chán quá. Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo lại tới. Mạn Đình đã tìm đến đây để gặp ông. Cô nàng cương quyết đòi vào trong khiến ông cũng không cản được. Thấy nơi này có quá nhiều người khiến cô không tiện hỏi nhiều. Đang chuẩn bị nhập tiệc thì lại có thêm người đến. Lần này là Thẩm Quân Sơn, anh cũng điều tra được hết rồi. Trong ngày vui của người ta mà mặt anh chị như đưa đám. Quân Sơn cảm thấy bản thân có lỗi khi không giúp được gì cho Tạ Tương. Nhưng mà cô cũng không hề trách cứ gì anh. Ai cũng biết anh đã cố hết sức rồi. Sau đó Mạn Đình cũng đến tâm sự riêng với chị Ngọc. Hỏi ra mới biết câu chuyện của Lão Quách và chị ấy. Thấy họ đang hạnh phúc như vậy làm sao Mạn Đình có thể phá được. Hóa ra cô hiểu nhầm rằng Lão Quách là bố mình. Giờ thấy ông hạnh phúc và có mái ấm riêng cũng đủ làm cô yên lòng. Sau ngày hôm nay Lão Quách và chị Ngọc cũng định rời đi. Họ sẽ tìm nơi nào đó yên ổn mà sinh sống. Nghe đến đây Mạn Đình cũng không muốn tìm hiểu sự thật làm gì nữa. Giờ cô nên tìm tình yêu đích thực cho mình thì tốt hơn. Người luôn ở bên quan tâm cô từng chút là Thẩm Tĩnh Bạch. Sau nhiều việc như vậy cô cũng đồng ý cho anh một cơ hội. Hôm sau Lão Quách cũng đến trường để nộp đơn nghỉ việc. Vô tình sao hôm nay trường Liệt Hỏa lại có nhiệm vụ. Đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của mọi người để đánh giá tổng kết. Việc của họ chỉ đơn giản là cầm chân đám thổ phỉ, sau đó chờ quân đội đến giải quyết cả ổ là được. Đáng nhỡ ra Lão Lư phải là người dẫn đội, thế nhưng ông lại được cấp trên gọi đi. Vậy nên nhiệm vụ này đành phải nhờ đến Lão Quách. Cũng có thể xem như đây là nhiệm vụ cuối cùng của ông. Khi đến trụ sở chính, Lão Lư vô tình nhìn thấy bản đồ tác chiến, nhận ra có bẫy, ông lập tức tìm cách báo cho Yến Tranh. Sau khi nhận được tin, anh tức tốc chạy đi tìm mọi người. Lão Quách khi này đã dẫn người đến nơi. Sau một lúc quan sát, Quân Sơn cũng nhận ra vấn đề. Cách đối phương tuần tra không giống với thổ phỉ lắm, họ chắc chắn đã được huấn luyện rất bài bản. Đúng lúc đó thì Yến Tranh chạy tới thông báo rằng đây là cái bẫy. Chưa kịp phản ứng gì thì đã bị đối phương đánh úp. Không chỉ có hỏa lực vượt trội, đối phương thậm chí còn có cả đạn pháo. Với một nhóm nhỏ như họ thì không đủ sức chống trả. Rất nhiều bạn học vì thế mà phải bỏ mạng. Không thể đôi công, mọi người chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Đợi đối phương lơ là cảnh giác thì lập tức quay lại tấn công. Nếu chỉ là thổ phỉ thì có lẽ trường Liệt Hỏa đã thắng. Nhưng mà kẻ địch lại là người của quân đội. Không mất nhiều thời gian để họ có thể sắp xếp lại đội hình. Việc này khiến huynh đệ tử thương rất nhiều. Không thể đấu được nữa, Lão Quách đành phải hạ lệnh rút lui. Kỳ Cẩn không muốn bỏ rơi đồng đội nên ở lại yểm trợ. Rút về đến xe thì phát hiện có người phục kích. May mà Lão Quách đã phát hiện và tiêu diệt toàn bộ. Tiến đến kiểm tra thì đối phương đúng là người của quân đội. Chuẩn bị rời đi thì phát hiện Kỳ Cẩn vẫn chưa ra. Yến Tranh thấy thế cũng quay lại tìm người. Không thể chờ đợi, mọi người đành đi trước. Trận đánh này đã khiến không ít người thiệt mạng. Chưa kịp đến phủ tư lệnh đòi lại công bằng thì đối phương đã tìm tới. Không thèm nói chuyện đúng sai, hai bên đã muốn lao vào ăn thua đủ với nhau. Lão Quách thấy tình hình căng thì đứng ra khuyên giải. Không ngờ Tống tư lệnh thế mà lại ra tay giết người. Ông ta cho hai Quách giáo quan phạm tội tạo phản, tự ý dẫn học viên đến tấn công doanh trại của quân đội. Mọi người dù bất bình nhưng cũng không thể làm gì. Họ làm nhiệm vụ này là bí mật không hề có văn từ. Còn đối phương thì lại có đầy đủ giấy tờ xử tử Lão Quách tại chỗ. Không chỉ thế, những học viên khác cũng bị bắt. Giờ mọi người phải ký vào giấy tố giác Lão Quách và Lão Lư thì mới được thả ra. Không thì ngày mai toàn bộ sẽ bị đem đi xử tử. Những bạn học đương nhiên là không muốn thỏa hiệp, thế là liền bị Tống tư lệnh đánh cho một trận. Ngày hôm sau có không ít người đồng ý ký. Dù sao họ cũng có gia đình nên không ai muốn chết cả. Những người còn lại chỉ là những kẻ không sợ chết mà thôi. Đúng lúc đó thì Tạ Tương lại một mình đi vào đây. Cô ấy thấy nhiều thi thể như vậy cũng không khỏi đau lòng. Ngày hôm nay cô nàng xuất hiện là để cứu mọi người, vác theo không ít thuốc nổ. Nếu làm tới thì toàn bộ sẽ cùng ôm nhau chết chung tại đây. Thấy cô nàng có vẻ không đùa, Tống tư lệnh cũng đành phải thỏa hiệp. Kiểu gì thì ông muốn bắt người lúc nào cũng được. Lúc nhìn thấy thi thể của Lão Quách đã làm Tạ Tương rất đau đớn. Ông là người thầy mà cô yêu quý nhất từ khi đến đây tới giờ. Ông chỉ vừa lấy vợ được một ngày, thế mà giờ đã phải âm dương cách biệt. Suốt 15 năm chị Ngọc chờ ông. Chỉ cần một bước nữa thôi họ đã có thể rời đi rồi. Nhưng không ngờ đó đã thành lời hứa mãi không thể thực hiện. Ngày hôm sau Tống tư lệnh lại tiếp tục đi bắt người. Quán rượu lúc này đã bị người của chị Ngọc đặt bom. Chúng chỉ cần vào thì đừng mong có thể bước ra lần nào nữa. Mối thù của Lão Quách cũng đã được trả. Tối đó Tạ Tương vẫn buồn bã một mình. Mới đây thôi họ còn vui vẻ bên nhau, thế mà giờ chỉ còn mỗi mình cô ở đây mà thôi. Đúng lúc cô đơn nhất thì Yến Tranh xuất hiện. Nhìn thấy anh, cô mới có thể yên tâm bật khóc. Bản thân Tạ Tương thật sự hết cứng rắn nổi rồi. Sáng ngày hôm sau Hiển Chi đã đến tìm Thẩm Tĩnh Bạch. Cô ta vẫn chấp niệm với việc giành lấy quặng mỏ. Hiện giờ người bảo vệ nhà họ Thẩm đã không còn ai nữa, thế nên nếu muốn cô có thể lấy mạng người nhà anh bất cứ lúc nào. Dù rất tức giận nhưng anh cũng không thể làm gì được, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Hiển Chi. Tối đó, những người bạn của chúng ta cũng tập hợp, nhận được tin Lão Lư và Thẩm Tĩnh Bạch đã bị bắt, thế là mọi người liền lên đường ứng cứu. Tất cả anh em của trường Liệt Hỏa đều có mặt để trợ giúp, nơi bọn họ bị giam giữ cũng là nơi Tạ Tương từng đột nhập vào. Ở đây Hiển Chi đang cố gắng thuyết phục Lão Lư làm việc cho mình. Nếu ông lên làm tổng tư lệnh thì rất dễ lấy lòng của người dân Thuận Viễn. Nghe đến đây phó thống lĩnh đã cảm thấy không vui. Lúc đầu chẳng phải hứa chức vị đó sẽ là của ông sao? Nhưng giờ Hiển Chi đã đạt được mục đích của mình, thế thì ông ta cũng không cần phải tồn tại làm gì nữa. Dù đã hết lòng thuyết phục nhưng đương nhiên Lão Lư sẽ không phản bội.
ông sống là người Trung Quốc thì chết cũng sẽ là ma Trung Quốc. Thấy ông cứng đầu vậy, Hiển Chi lại tiếp tục dùng hình. Thẩm Tĩnh Bạch thấy cảnh này thì cô cùng tức giận, nhưng anh vẫn không thể bộc lộ cảm xúc vào lúc này. Mọi người ở ngoài nghe thấy tiếng thét của ông thì bắt đầu hành động. Trong lúc bác sĩ vừa định tiêm thuốc cho Lão Lư, bên ngoài Chu Ngạn Lâm đã bắn tỉa đoạt mạng hắn ta. Đây cũng là phát súng đầu tiên dẫn đến cuộc chiến. Từ bên ngoài, người của Liệt Hỏa ồ ạt tấn công, lính Nhật cũng chống trả hết sức kịch liệt. Trong lúc hai bên đang giằng co thì đã có bên thứ ba xuất hiện. Chị Ngọc và anh em đã dùng đạn pháo bắn phá khắp nơi. Nhờ có hỏa lực mạnh mà mọi người mới có cơ hội tràn vào. Nhóm của chúng ta cứ thế mà mở đường máu đánh thẳng vào trong, đi đến đâu quân Nhật bị bắn hạ đến đó. Ở một bên, Chu Ngạn Lâm cũng bị lính bắn tỉa làm khó. Hai bên đang rơi vào thế khó, chỉ cần lơ là sẽ mất mạng bất cứ lúc nào. Chờ đợi không phải là cách, Chu Ngạn Lâm quyết định đấu trực diện. Viên đạn của anh đã thành công đoạt mạng đối phương, thế nhưng bản thân anh cũng không may trúng đạn. Bên này, nhóm quân Sơn dẫn dắt cũng đột nhập vào được bên trong. Họ đi thẳng đến phòng Hiển Chi đang giam giữ người. Thấy vậy, cô ta liền dùng Thẩm Tĩnh Bạch làm con tin. Thấy quân Sơn xuất hiện ở đây làm Hiển Chi rất đau lòng. Trong tâm trí, cô vẫn luôn muốn có một cuộc sống yên bình cùng với anh, thật không ngờ lại phải đi tới bước đường này. Đúng lúc cô ta không để ý đã bị chị Ngọc bắn trúng. Giờ thì mọi người đã bao vây toàn bộ khu vực này rồi, Hiển Chi không còn cơ hội nào để trốn thoát được nữa. Thấy cô ta như vậy cũng làm quân Sơn rất đau đớn. Nhưng mà bản thân Hiển Chi đã hại quá nhiều người, cô không còn là người bạn ngây thơ năm nào của anh nữa rồi. Thấy đã vào đường cùng, Hiển Chi quyết định sẽ cùng ôm nhau mà chết. Toàn bộ nơi này đều được lắp đặt thuốc nổ. Trong lúc cô ta vừa nhấn nút đã bị Chu Ngạn Lâm bắn chết, mọi người nhân cơ hội cũng nhanh chóng chạy ra ngoài. May mà cuối cùng không một ai bị thương. Cả nơi này cũng bị hủy trong biển lửa. Chiến dịch lần này của mọi người đã hết sức thành công. Tội ác cuối cùng đã phải trả giá. Xong việc, Yến Tranh và Tạ Tương cũng rời đi. Cô nàng đã giúp anh mình hoàn thành tâm nguyện rồi. Giờ cô sẽ cùng Yến Tranh sống tiếp phần còn lại của bản thân mình. Từ ngày hôm nay trở đi sẽ không còn cái tên Tạ Lực Thần nữa. Quân Sơn cùng với những anh em khác thì tiếp tục ở lại Liệt Hỏa. Họ sẽ giúp huấn luyện cho những mầm non mới trong tương lai. Rồi thì sẽ lại xuất hiện những anh hùng như Yến Tranh, Quân Sơn, Quang Tùng hoặc Lý Giang Trung. Lúc đó họ sẽ cùng nhau bảo vệ đất nước. Và phần phim của chúng ta cũng dừng lại ở đây. Nếu thấy hay thì hãy cho mình một like và một đăng ký kênh. Mọi người muốn mình review phim gì tiếp theo thì bình luận bên dưới nhé. Mình sẽ tranh thủ làm nhanh nhất có thể để phục vụ mọi người. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.